chương 1481, nguyên nhân. Hắn nhìn lên bầu trời, bầu trời hoàn toàn yên tĩnh, không có một gợn mây, không có gió, giống như là một bức họa màu lam được dán lên bầu trời. Nhưng ở bên trái bầu trời lại có một lỗ thủng rất lớn. Lỗ thủng này rộng mấy ngàn trượng, nhìn mà phải giật mình, giống như là một cái hố đen bị mở ra, ở xung quanh mép còn có một vài mảnh vỡ rơi xuống. Trong lỗ thủng rộng mấy ngàn trượng này, hắn nhìn thấy một mũi tên dài mấy vạn trượng lộ ra một phần. Mũi tên này xuyên thấu bầu trời nhưng không đâm xuống toàn bộ mà bị mắc kẹt một nửa. Dưới bầu trời này là một mặt đất rộng lớn, trên mặt đất này không có núi non, chỉ có một bình nguyên trống trải rộng mênh mông, dường như đã từng có một sức mạnh hủy diệt toàn bộ nơi này, chỉ để lại tử khí mơ hồ quanh quẩn, vĩnh viễn không tiêu tan trên mặt đất. Vương Lâm xuất hiện trên mặt đất, đối diện với mũi tên xuyên thấu bầu trời ở phía trên. Vương Lâm đứng ngây ra ở đó, một luồng hàn khí từ xa phía trên bầu trời truyền lại ẩm ẩm nhập vào mi tâm vương lâm khiến cho thân mình vương lâm run rẩy kịch liệt mắt trái của hắn trong nháy mắt đau đớn kịch liệt truyền thừa của đạo cổ từng mảnh ký ức bị phá vỡ kia lại một lần nữa ẩm ẩm hiện lên dưới những ký ức cuộn lên như một cơn lốc này mắt trái của vương lâm trực tiếp có máu tươi chảy ra theo mặt chảy xuống quần áo lý quảng kia đã bắn rơi mắt trái của ta trong mắt trái kia có chứa ký ức nửa đời cùng với toàn bộ ký ức về cố hương của ta thanh âm thì thào trong đầu vương lâm lúc này càng lúc càng lớn cuối cùng hóa thành một tiếng gào thét. Trả mắt trái lại cho ta. Thân mình vương lâm run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ vật vã và mê man. Những cảnh tượng trong ký ức kia hắn vĩnh viễn không thể xóa được, trong những cảnh tượng đó. Lý Quảng đưa tay trái kéo dây cung, trên đó có một mũi tên, trong tiếng vù vù ngợp trời, một mũi tên gào thét bay ra. Một mũi tên này phá tan không trung, mang theo sức mạnh thần thông đạo cổ vô biên, mang theo sức mạnh thân thể của hắn, mang theo mắt trái biến mất bên trong tinh hải mịt mờ hồi lâu sau vương lâm phun ra một ngụ máu tươi thân mình chấn động lui về phía sau vài bước lập tức khoanh chân ngồi xuống đất nhanh chóng thổ nạp thời gian dần dần trôi qua không biết đã qua bao lâu vương lâm thở ra một ngụ khí bẩn lúc này mới mở hai mắt ngẩng đầu nhìn mũi tên trời bầu trời một cách phức tạp nơi này không có mắt trái của đạo cổ chỉ có mỗi một mũi tên này vương lâm nhìn mũi tên kia hắn không thể không thừa nhận phán đoán của mình lúc trước chỉ đúng có một nửa trong thiên địa này, ngoài mắt trái của đạo cổ kia có thể có khí tức của đạo cổ tương đương với tiền lực trong cây cung, còn có một vật có thể có được lực bài xích này, đó chính là mũi tên kia. Vương Lâm nhìn vết máu màu đen đã khô ở đầu mũi tên kia, khí tức đạo cổ kia chính là từ trong vết máu này lan ra. Đây chính là máu từ mắt trái của đạo cổ. Hắn còn thấy được đầu mũi tên này không phải có hình góc nhọn sắc bén, mà lại có hình tròn. Đây là một mũi tên không nhọn, hình tròn kia dường như là một ấn ký, đã là bảo vật thì phải giấu ở một nơi mà không ai có thể tìm được nhất là loại bảo vật mà bản thân không thể điều khiển thì lại càng phải giấu cẩn thận. Một khi bị phát hiện, có lẽ vật này sẽ mang tới họa diệt tộc. Phù Văn tộc, giấu kỹ lắm Vương Lâm nhìn mũi tên trên không trung, hắn đã hiểu rõ. Mơ hồ, trong đầu hắn chậm rãi hiện lên những hình ảnh. Những hình ảnh này nối liền với ký ức của hắn tạo thành một ký ức hoàn chỉnh. Trong hình ảnh này, bên trong vùng đất cổ mộ, đạo cổ diệp mịch kia vung tay thi triển thần thông vô biên. Hóa thành thân thể đạo cổ khổng lồ. Trong khi đang chém giết vô số người ở phía trước, mũi tên của Lý Quảng gào thét lao tới, bắn rơi mắt trái của hắn mang theo mắt trái của hắn bay ra khỏi vùng đất cổ mộ, ở trong tinh không hóa thành tầng tầng gợn sóng, lao thẳng vào hư vô. Mũi tên này rất lớn, rất lớn, uy lực ẩn chứa trên đó thậm chí có thể bắn rơi mắt trái của đạo cổ, càng không nói đến tinh không này. Trong lúc xuyên thấu tinh không, trong tinh không không có bất cứ vật gì có thể ngăn cản. Lúc đó hiển nhiên vẫn chưa có phong giới đại trận mũi tên kia trong lúc gào thét liên tục xuyên qua mấy tu chân tinh khổng lồ trong khi những tu chân tinh kia sụp đổ mũi tên này đã tiêu tan ở đằng xa nhưng trong lúc nó đang bay đi có lẽ là ở giới ngoại mà cũng có thể là ở giới nội mắt trái ở trên đó tách ra rơi vào bên trong tinh hải không biết đi về phương nào khi nó bay vào giới nội dư lực của nó không còn nhiều lắm sau khi phá tan tinh không tiến vào một nơi không biết là nơi nào phá tan một thế giới đã được ai đó bố trí thế giới đó chính là thiên địa mà vương lâm nhìn thấy lúc này có lẽ nơi này đã từng có rất nhiều mãnh thú và súc vật có lẽ còn có cả tu sĩ tồn tại sức sống dồi dào nhưng vào ngày đó khi mũi tên này bay tới trực tiếp phá tan bầu trời xé ra một lỗ hổng lớn ở trên bầu trời từ bên trong xuyên qua vì dư lực đã tiêu tan nên sau khi xuyên qua hơn một nửa liền bị kẹt lại ở trong lỗ thủng trên bầu trời ngay khi mũi tên này đâm vào trong thiên địa sát khí còn sót lại trên đó phóng ra sức mạnh này bộc phát ra trong nháy mắt, cùng với vết máu của mắt trái ở trên đó dung hợp với nhau. Sự dung hợp giữa tiên và cổ này tạo nên một sức mạnh kinh thiên động địa. Lực bài xích này vẫn chưa tiêu tan, mà ngay khi ngưng tụ lại ở trên đầu mũi tên này, bị ấn ký hình tròn ở trên đó, hấp thụ hóa thành những vòng tròn theo mũi tên này tầng tầng hướng xuống mặt đất. Lúc mới đầu, những hình tròn này to ngang với mũi tên kia, rộng mấy ngàn trượng hướng xuống mặt đất phía dưới khoách tán ra. Nhưng càng ngày chúng lại càng nhỏ đi, cuối cùng khi rơi xuống mặt đất chỉ còn lại có ngàn trượng. Những vòng tròn kia xuyên thấu mặt đất, ở bên dưới mặt đất tạo thành những vòng tròn càng ngày càng nhỏ, hình thành nên một thông đạo. Thông đạo này kéo dài vào sâu bên trong lòng đất, cuối cùng những vòng tròn kia chỉ còn to bằng nắm tay, giống như Vương Lâm nhìn ở trên cánh cửa đá. Trong khi những vòng tròn này khoét tán ra, chúng còn hình thành một cơn lốc quét ngang thiên địa này. Dưới cơn lốc này, những ngọn núi âm ẩm sụp đổ, nước sông trực tiếp bốc hơi, lòng sông nứt vỡ, ngay cả biển ở nơi này cũng bị cuộn lên không trung toàn bộ tiêu tan đáy biển bằng phẳng kia giống như bị một bàn tay khổng lồ vuốt vào trong cơn lốc kia lập tức bị săn bằng vô số mãnh thú ở nơi này trong sự kịch biến này toàn bộ tử vong thân thể trực tiếp tiêu tan thậm chí những tiếng kêu thảm thiết lúc sắp chết cũng không kịp phát ra càng không nói đến thực vật trong cơn lốc này đã trở thành cho bụi bị cơn lốc cuốn đi còn có những tu sĩ có lẽ đã từng tồn tại hoặc một người một tông phái hay là rất nhiều người toàn bộ trong cơn lốc này lần lượt tiêu tan mà chết cơn lốc cuốn động thiên địa nơi này hủy diệt hết thảy khiến cho nơi này trở thành một mặt đất bằng phẳng có từ khí quanh quẩn như vương lâm nhìn thấy thiên địa này bị ẩn giấu ở trong thiên địa có lẽ bởi vì tiên lực có trong mũi tên này có tính chất đặc biệt nên không ai có thể tìm đến được nơi này cho đến khi phong giới đại trận xuất hiện cho đến khi giới nội giới ngoại triển khai mấy lần huyết chiến thời gian trôi qua cho đến một ngày có một người trong giới ngoại đã mơ hồ tính ra phương vị của mũi tên này, vì vậy đã có người của Phù Văn tộc tiến vào. Có lẽ con gái của trưởng tôn kia quả thật là có âm mưu với Thanh Lâm, nhưng mục đích thật sự của nàng chính là tìm kiếm mũi tên này Phù Văn tộc sau rất nhiều lần tìm kiếm, trong khi không ai phát hiện ra, đã tìm thấy được thiên địa chỗ của mũi tên này. Nhưng bọn họ cũng phát hiện được lực bài xích không thể tiêu tan kia, hoàn toàn không thể điều khiển được. Bọn họ phong ấn nơi này lại, có lẽ trong đó cũng có sự trợ giúp của Phong Diệt tộc. Cuối cùng, bọn họ để lại một cánh cửa đá, cánh cửa này chính là nơi Vương Lâm tiến vào. Vị trí của cánh cửa kia cực kỳ xảo diệu, nó còn mượn vòng tròn ở trên mũi tên kia, dung hợp với vòng tròn cuối cùng nhỏ bằng nắm tay, tạo thành một đạo phong ấn thứ nhất ở trên cánh cửa kia. Bọn họ đang chờ đợi trưởng tôn của giới ngoại tự mình tới đây, lấy mũi tên này nhưng trong thời gian chờ đợi đằng đẵng, Phù Văn tộc đã xuất hiện kịch biến. Con gái của trưởng tôn bị Thanh Lâm phong ấn ở vùng đất yêu linh, Phù Văn tộc bị tứ đại tiên giới đồ sát tan đàn xẻ nghé. Một bộ phận tộc nhân trở thành nô bộc của tiên nhân, trở thành tiên di tộc. Một bộ phận tộc nhân còn lại rời khỏi, đi tới chu tước tinh này, sinh sống ở đó. Cánh cửa kia đã bị bọn họ chôn giấu ở nơi này, theo năm tháng, chuyện này dần dần bị lãng quên, thay vào đó chỉ còn lại một truyền thuyết, một truyền thuyết có liên quan tới tàn hồn của tiên tổ, bị phong ấn bên trong tầng thứ 19 của phù văn tộc. Có lẽ trưởng tôn cũng đã từng tới đây, hắn đã bất chấp hết thảy để tiến vào trong giới nội, ngoài mục đích là để giết phong tôn còn là để lấy đi mũi tên mà phù văn tộc tìm được nhưng tiếng giống từ trong giới nội truyền ra đã cắt đứt ý nghĩ đó của trưởng tôn khiến cho hắn hoảng sợ đến cực điểm bị trọng thương cuốn ra khỏi giới nội mũi tên này đã vĩnh viễn ở lại nơi này bị phù văn tộc phong ấn ở đây dần dần ngay cả vân tước tử cũng không biết được chân tướng cho đến khi vương lâm tới vương lâm thở dài hắn không biết phán đoán của mình có chính xác hay không tất cả chuyện này đều là hắn ghép nối những chuyện mà hắn biết lại với nhau có lẽ sự thật đúng là như vậy trong lúc trầm mặc vương lâm đứng dậy bước tới một bước một bước này hắn đã đi tới bên cạnh mũi tên xuyên qua bầu trời lộ ra hơn phân nửa kia đứng ở bên cạnh nó thân hình vương lâm thoạt nhìn cực kỳ nhỏ bé giống như một người đứng trước một ngọn núi hắn hít sâu một hơi thân mình nhảy lên khoanh chân ngồi trên mũi tên khổng lồ này giơ tay phải lên điểm lên vết máu đã khô ở trên mũi tên này hai mắt chậm rãi nhắm lại tinh điểm cổ thần trên mi tâm hắn nhanh chóng chuyển động bắt đầu hấp thụ Hắn muốn hấp thụ máu trong mắt trái của đạo cổ. Trong vết máu này ẩn chứa một luồng yêu khí cực đậm. Yêu khí này đối với vương lâm rất có tác dụng. Ngay khi bắt đầu hấp thụ, vương lâm vùng tay trái lên. Lập tức cái khe chữ vật xuất hiện, pho tượng cổ yêu kia đứng sừng sững ở bên cạnh hắn, bị tay trái của hắn ấn vào. Chương 1482 vực ngoại. Thời gian chậm rãi trôi qua, vết máu của đạo cổ ở trước mắt vương lâm không nhiều lắm, hơn nữa thời gian đã lâu nên đã khô héo đi rất nhiều nhưng đây là máu tươi trong mắt trái của đạo cổ, trong mắt trái này ngưng tụ sức mạnh của cửu tinh cổ yêu, vì thế mặc dù huyết lực không nhiều lắm, nhưng đối với Vương Lâm vẫn còn tác dụng rất lớn. Cổ yêu lực từ trong vết máu này luyện hóa ra, theo tay phải Vương Lâm truyền vào trong cơ thể, đi thẳng tới pho tượng cổ yêu ở tay trái. Pho tượng cổ yêu kia tản mắt ra hồng quang yêu dị, dường như là thức tỉnh lại, đang không ngừng hấp thụ một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến ngày thứ 10. Có lẽ thời gian ở nơi này khác so với thế giới bên ngoài, nhưng theo cảm nhận của Vương Lâm, suốt 10 ngày qua, vết máu của đạo cổ ở trước mặt hắn dần dần càng thêm khô héo. Nhưng pho tượng cổ yêu ở bên cạnh hắn trong 10 ngày này, dường như có một sự biến đổi nghiêng trời lệch đất. Trong mắt trái của nó dần dần xuất hiện yêu tinh. Một, hai, ba cho đến khi khối yêu tinh thứ năm xuất hiện, hồng quang yêu dị từ trên thân thể nó lóe ra gần như chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Tới ngày thứ 11, vết máu khô của đạo cổ ở trên mũi tên kia phịch một tiếng tan rã hóa thành một mảnh màu đỏ sẫm tách ra khỏi đầu mũi tên tràn ngập ở phía trước vương lâm hai mắt vương lâm lóe lên hắn không chút do dự vung tay phải lập tức cuốn lấy mảnh máu tươi màu đỏ sẫm này thu toàn bộ vào trong lòng bàn tay khiến cho bàn tay hắn thoạt nhìn giống như một huyết trưởng màu nâu hắn xoay người nhìn pho tượng cổ yêu kia giơ tay phải lên hung hăng vỗ lên thiên linh của nó âm một tiếng một trưởng này hạ xuống toàn bộ máu tươi khô héo màu nâu trong lòng bàn tay vương lâm tan ra toàn bộ dung nhập vào trong pho tượng cổ yêu này khiến cho yêu khí của pho tượng này cuộn lên gào thét kinh thiên trong khoảnh khắc này năm khối yêu tinh trong mắt trái của pho tượng này nhanh chóng lóe lên mơ hồ có vòng xoáy của tinh điểm thứ sáu hiện ra vòng xoáy này nhanh chóng ngưng tụ hóa thành tinh điểm thứ sáu thực sự huyết dịch của mắt trái đạo cổ này không nhiều mà theo thời gian đã tiêu tan không ít nhưng ta vẫn còn một cổ yêu khác ánh mắt vương lâm lóe lên tay trái bấm quyết mở cái khe chữ vật trực tiếp lôi cổ yêu lấy được trên người huyết thần tử từ bên trong ra. Cổ yêu này bị phong ấn đang ngủ say, sau khi bị Vương Lâm lấy ra liền trực tiếp được phá bỏ phong ấn. Ngay khi hắn tỉnh lại, Vương Lâm giơ tay phải vỗ mạnh lên người hắn. Ầm một tiếng, yêu tinh trong mắt trái của cổ yêu này bất ngờ tan vỡ, hóa thành một luồng yêu lực vô biên, sau khi bị một trưởng của Vương Lâm đánh vào, lao thẳng tới pho tượng cổ yêu kia. Được luồng yêu khí này dung hợp vào, pho tượng cổ yêu đỏ sẫm kia như muốn chảy máu tươi trong mắt trái đang có 6 tinh điểm lập tức hiện lên vòng xoáy của tinh điểm thứ bảy. Dưới dư lực cuối cùng của vết máu đạo cổ cùng với gần như, toàn bộ yêu lực của cổ yêu này dung nhập vào, trong mắt trái pho tượng cổ yêu của Vương Lâm, tinh điểm thứ bảy đã ngưng tụ thành hình. Theo lời hứa năm đó, Vương Lâm không giết chết cổ yêu của huyết thần tử mà lưu lại hồn phách của hắn, sau khi phong ấn liền cất vào trong khe chữ vật, sau khi rời khỏi sẽ thả hắn ra. Nếu không tìm được mắt trái của đạo cổ, thì ta sẽ tự nuôi dưỡng một cái cho riêng mình vương lâm nhìn pho tượng cổ yêu kia một cảm giác máu mủ tình thâm tự nhiên dâng lên hắn vung tay áo đem pho tượng cổ yêu màu đó sẫm kia thu vào trong khe chữ vật làm xong hết thảy chuyện này vương lâm cúi đầu nhìn mũi tên khổng lồ bên dưới hai mắt hắn lóe lên tinh quang từ nay về sau đây sẽ là bảo vật của vương lâm ta nếu phối hợp với cây cung của lý quảng không biết uy lực của một tiễn này sẽ mạnh đến mức nào tay phải vương lâm chậm rãi đặt lên thân mũi tên hắn chịu đựng lực bài xích trong cơ thể vận chuyển huyết mạch tiên lực trong cơ thể tiên lực này khẽ động gân cốt toàn thân vương lâm đột nhiên chấn động toàn thân lóe lên kim quang thân thể hắn trong khoảnh khắc này trở nên trong suốt dần dần trong cơ thể của hắn hiện lên cây cung cây cung này giống như là gân cốt của vương lâm ở trong cơ thể của hắn tản mát ra từng trận kim quang lúc này vương lâm chính là cây cung kia ngay khi cây cung này xuất hiện mũi tên khổng lồ ở dưới chân vương lâm ầm ẩm, ẩm run lên như thể cảm nhận được sự tồn tại của cây cung này một luồng tiên khí hùng mạnh ầm ầm từ bên trong mũi tên này tràn ra bay thẳng tới thân thể vương lâm trong thời gian ngắn vương lâm cảm nhận được một linh hồn vạn cổ tang thương linh hồn này chính là hồn của mũi tên kia dường như nó vừa thức tỉnh sau giấc ngủ say ngay khi nhảy vào trong cơ thể vương lâm liền tiếp xúc với cây cung kia nhỏ lại vương lâm vẻ mặt bình tĩnh chậm rãi mở miệng ngay khi hắn nói ra mũi tên khổng lồ này chấn động mạnh bất ngờ thu nhỏ lại trong lúc thu nhỏ, mũi tên này trực tiếp hướng xuống phía dưới, ầm một tiếng sau khi bay xuống mấy ngàn trượng mới dừng lại. Một bộ phận phía sau nó lại bị kẹt lại ở bên ngoài lỗ hổng trên không trung. Nhỏ thêm một chút nữa, thanh âm vương lâm lạnh lùng, mũi tên kia chấn động, lại thu nhỏ lại thêm một chút nữa. Trong tiếng ầm ầm, mũi tên này trong lúc thu nhỏ lại từ bên trong lỗ hổng kia rơi xuống, đầu mũi tên lao thẳng xuống đất. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, trong tiếng nổ này, mũi tên kia cắm xuống mặt đất. Đầu mũi tên đâm sâu vào trong mặt đất, thân mũi tên run lên ong ong. Ngay sau khi mũi tên hạ xuống Vương Lâm liền lui lại phía sau, lúc này hắn đứng ở trên chín cái lông đuôi của mũi tên kia. Chín cái lông này rất mềm mại, Vương Lâm đứng ở trên đó, thân thể cũng theo mũi tên này mà dâng lên hạ xuống không ngừng. Sau khi thu nhỏ lại hai lần, mũi tên này vẫn còn dài chừng vạn trượng, từ xa nhìn lại giống như là một cây cột lớn đâm nghiêng vào trong mặt đất một nửa. Vương Lâm đứng ở trên những cái lông ngẩng đầu nhìn lỗ thủng trên bầu trời. Ở đằng sau lỗ thủng kia là một màn tối đen, không biết thông tới nơi nào. Trước mắt hắn, xung quanh rìa của lỗ thủng kia chậm rãi nhúc nhích, bất ngờ đang từ từ khép lại. Nơi này thật là kỳ dị, Vương Lâm cúi đầu tay phải bấm quyết, chỉ xuống mũi tên này. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Mũi tên này lại run lên, với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng thu nhỏ lại. Cuối cùng trên đó có hào quang lóe lên, khi thân thể Vương Lâm hạ xuống, mũi tên này đã hóa thành nhỏ như bình thường. Vương Lâm đưa tay phải túm một cái, mũi tên này gào thét tới gần, rơi vào trong tay hắn. Cầm mũi tên này, ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Hắn nhìn thấy ở trên mũi tên này có bốn ký hiệu. Bốn ký hiệu này rất dài, tràn ngập toàn thân mũi tên, phát ra từng trận u quang yếu ớt. Bốn ký hiệu này có liên quan tới linh hồn, chắc chắn sau khi được gia tăng có thể làm tăng uy lực của mũi tên này. Một mũi tên của Lý Quảng năm đó bắn rơi mắt trái của đạo cổ, không biết linh hồn đã được gia tăng như thế nào. Vương Lâm hơi trầm ngâm, tay trái điểm lên trán, trong phút chốc ở trên trán hắn hiện lên tinh điểm của cổ thần thiên hoàng lô trực tiếp hiện ra thiên hoàng lô khổng lồ kia sau khi xuất hiện liền chậm rãi chuyển động trong mắt vương lâm hắn nhìn thấy rõ bên trong cái lò này có hồn của hai người nam chiếu thượng nhân và thiên triệu thượng sư hồn của hai người này bị vương lâm chấn áp ở trong thiên hoàng lô này ta sẽ lợi dụng hồn của hai người này để gia tăng mũi tên này vương lâm vẻ mặt lạnh lùng đưa tay trái chỉ về phía thiên hoàng lô cái lò này chấn động mở ra, hồn của Nam Chiếu và Thiên Triệu trực tiếp bay ra, chưa kịp bỏ chạy đã bị tay trái của Vương Lâm cách không bắt lấy. Hồn của hai người này giống lên thê lương, bị Vương Lâm trực tiếp đặt lên trên mũi tên ở tay phải. Ký hiệu trên thân mũi tên kia lóe lên u quang kịch liệt, hồn của Nam Chiếu Thượng Nhân và Thiên Triệu Thượng Sư đột nhiên giống lên, dung hợp với hai trong bốn ký hiệu kia. Trong phút chốc, trên mũi tên này bộc phát ra một khí tức kinh thiên động địa. Khí tức này rất mạnh, ngay cả Vương Lâm cũng phải động dung còn có hai đạo ký hiệu nữa còn về hồn phong ấn vương lâm trong lúc trầm ngâm giơ tay trái túm vào hư không cái khe chữ vật xuất hiện từ bên trong bay ra một tòa lầu các lớn lầu các này chính là địa phủ của đạo cổ diệp mịch mà vương lâm tìm được trong vùng đất cổ thần lầu các này có một vài cửa sổ năm đó vương lâm đã nhìn ra ở bên trong có phong ấn ba thần hồn rất hùng mạnh không đến vạn bất đắc dĩ quyết không thể thả ra lúc này vương lâm nhìn chằm chằm lầu các kia nhìn ba thần hồn ở bên trong trầm mặc hồi lâu không khinh cử vọng động mà thu lầu các địa phủ này lại ba thần hồn này quá mức hùng mạnh là kẻ địch mà đạo cổ đã phong ấn ở cố hương năm đó với thực lực của ta hiện giờ một khi thả ra chắc chắn sẽ bị đánh trả trong lúc trầm ngâm ánh mắt vương lâm nhìn lên hình tròn ở trên đầu mũi tên hình tròn này vương lâm nhìn mất mấy canh giờ đây chính là mấu chốt để dùng hợp lực bài xích giữa đạo cổ và tiên ở bên trong mũi tên này hồi lâu sau vương lâm thủy trung không thể nhìn ra kết cấu cùng với sự kỳ dị của hình tròn này hắn thầm than một tiếng không quan sát tiếp nữa mà vung tay phải lên lập tức mũi tên này hóa thành một đám kim quang tiêu tan chia làm bảy đạo kim quang chui vào thất khiếu của vương lâm hoàn toàn biến mất sau khi thu lấy mũi tên này vương lâm nhìn thoáng qua thiên địa ở nơi này chân phải tiến lên một bước thân thể dung nhập vào trong mặt đất theo từng tầng vòng tròn vẫn còn tồn tại đi tới cánh cửa đá ở phía cuối tốc độ của hắn cực nhanh thần sắc ung dung không quá lâu sau dần dần theo những vòng tròn này không ngừng thu nhỏ lại, sau khi quay về chỗ vòng tròn cuối cùng ở đằng sau cánh cửa đá, thân thể không chút dừng lại, tay phải vung về phía trước, cánh cửa đá kia ầm ầm mở ra. Hắn trực tiếp bước vào bên trong cánh cửa đá, lúc xuất hiện, đã quay về tầng thứ 18 của phù văn tộc. Đứng ở tầng thứ 18, Vương Lâm quay đầu lại nhìn cánh cửa đá, vung tay áo, cánh cửa này lại đóng lại. Sau khi bấm quyết để lại rất nhiều đạo phong ấn, Vương Lâm liền chuẩn bị rời khỏi nơi này phải luyện hóa đạo quả khiến cho sinh tử nhân quả chân giả ba đạo bổn nguyên đại thành vương lâm xoay người đang muốn rời khỏi đột nhiên thân thể hắn dừng lại than nhẹ một tiếng ánh mắt hắn nhìn lên vách tường trước mặt lúc trước khi hắn phá phong ấn trên cánh cửa đá đã bị lực xung kích từ bên trong đánh vào trên vách tường này có rất nhiều vết nứt còn có rất nhiều đá vụn rơi xuống trong đó có một cái khe rất sâu giống như xuyên qua vách tường này lộ ra cảnh vật đằng sau bức tường Vương Lâm lúc trước bị cánh cửa đá kia thu hút toàn bộ sự chú ý, vẫn chưa lưu ý đến những manh mối trên vách tường kia, lúc này khi bình tĩnh trở lại, liếc mắt một cái liền nhìn ra ngay chỗ kỳ dị. Ánh mắt hắn theo cái khe trên vách tường mơ hồ nhìn thấy, ở phía ngoài hình như là một vùng trống trải tối đen. Khí tức từ nơi đó truyền đến xuyên qua cái khe này khiến cho Vương Lâm cảm thấy rất quen thuộc. Chiến trường vực ngoại. Vương Lâm thì thào. Chương 1483 Thiên biến tầng thứ 18 của phủ văn tộc không phải nằm dưới lòng đất của Chu Tức Tinh, mà ở trong chiến trường vực ngoại này. Vương Lâm đi tới vách tường phía trước, tay phải đặt lên ấn mạnh một cái. Trong tiếng rắc rắc, vách tường này càng ngày càng có nhiều vết nứt, cuối cùng ầm một tiếng, ở chỗ những vết nứt này nối liền với nhau trực tiếp vỡ tan, để lộ ra một lỗ hồng. Vương Lâm đứng giữa lỗ hồng đó, ở phía trước hắn không ngờ chính là chiến trường vực ngoại. Toàn bộ chiến trường vực ngoại vô cùng rộng lớn, dường như không có biên giới trước mắt vương lâm hắn nhìn thấy một vài thi thể khổng lồ đã chậm rãi trôi nổi hướng về phía xa xa lững lờ trôi đi ở bên trong những thi thể này còn có rất nhiều du hồn chui ra chui vào ở đằng xa rừng như có một cơn lốc quét ngang không phát ra tiếng động nào nhưng lại có từng trận tiếng gào thét truyền vào bên trong linh hồn cơn lốc kia chính là do toàn bộ những du hồn này tạo thành tâm thần vương lâm chấn động hắn tản thần thức ra nhìn thấy rõ ràng ở vị trí của mình lúc này bất ngờ cũng có một bộ hài cốt khổng lồ bộ hài cốt này không phải là người mà là một bộ xương thú khổng lồ có hình dáng giống như là một con rồng vị trí của hắn chính là ở trên đầu của con thú này vách tường bị hắn phá tan vừa rồi chính là một mảnh xương sọ nhỏ của nó lúc này hắn đứng ở trong đầu của con thú này nhìn về phía trước nếu ở bên trong chiến trường ngoại vực nhìn về phía vị trí của vương lâm lúc này có thể nhìn thấy rõ ràng ở xung quanh cái đầu khổng lồ này có vô số thi hài tràn ngập chi chít cả một vùng rộng lớn vô biên vô hạn cơn lốc du hồn ở đằng xa lúc này gào thét lao tới, nhưng ngay khi tới gần, vô số du hồn này dường như phát hiện được chuyện gì đó rất đáng sợ, nhất tề thét lên chói tay ầm ầm tản ra, mang theo một vẻ hoảng sợ lùi về phía sau lẩn trốn. Dường như Vương Lâm mang lại cho chúng một sự sợ hãi đến cực điểm. Vương Lâm đã từng nuốt hồn, kinh ngạc nhìn chiến trường vực ngoại, hắn đã đi tới rất nhiều tu chân tinh, đã đi tới rất nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ ở trên một tu chân tinh nào nhìn thấy chiến trường vực ngoại, như thế này như ở trên chu tức tinh dường như chiến trường vực ngoại này thuộc về Chu Tức Tinh, chỉ thuộc về tu sĩ của Chu Tức Tinh mà thôi. Trong lúc trầm mặc, Vương Lâm tiến về phía trước, sau hơn 2000 năm, lại một lần nữa tiến vào trong chiến trường vực ngoại đã làm cho hắn hồi sinh. Hắn không thể nào quên được năm đó, sau khi mình bị lão tổ của Đằng gia giết chết, ở trong thiên nghịch được sự trợ giúp của Tư Đồ Nam, linh hồn đã tiến vào trong nơi này. Ở chỗ này hắn nhìn thấy Mã Lương đã chết, đoạt lấy thân thể của hắn, bắt đầu tái sinh. Hồi lâu sau theo thần thức của Vương Lâm không ngừng tràn ra, nhanh chóng khuếch tán khắp chiến trường vực ngoại này, hắn nhìn thấy rất nhiều hài cốt, rất nhiều du hồn. Nhưng du hồn này toàn bộ thét lên chói tai lui về phía sau, muốn tránh khỏi thần thức của Vương Lâm, nhưng cuối cùng cũng không thể làm được, chỉ có thể ở dưới thần thức này mà run rẩy. Trong những hài cốt này có một phần là của những tu sĩ, nhưng nhiều nhất chính là của những con mãnh thú cổ quái. Những mãnh thú này Vương Lâm chưa bao giờ nhìn thấy cũng phải hơn phân nửa. Phạm vi khoách tán thần thức của hắn càng lúc càng lớn, đã vượt qua tất cả những nơi mà năm đó hắn đã từng đi qua, còn vượt qua tất cả những nơi mà tu sĩ trên Chu Tước Tinh đã tìm kiếm. Dần dần Vương Lâm càng lúc càng nhìn thấy nhiều hài cốt. Nửa ngày sau, thần thức của Vương Lâm như chạm tới biên giới của chiến trường vực ngoại, dường như có một lớp màng tồn tại khiến cho thần thức của hắn bị hạn chế ở trong nơi này. Ánh mắt lóe lên, thần thức Vương Lâm không dừng lại mà hướng ra phía ngoài tản mạnh ra. Tiếng ầm ầm kịch liệt ở trong chiến trường vực ngoại này vang lên ngập trời bên tai vương lâm dường như nghe thấy được những tiếng rắc rắc như kính vỡ thần thức của hắn tản ra trực tiếp phá vỡ lớp màng ngăn cách kia nhìn thấy thế giới ở đằng sau vẫn là chiến trường ngoại vực nhưng phạm vi lại càng lớn hơn nữa so với khu vực ở bên trong lớp màng vừa rồi khu vực ở bên ngoài giống như là biển cả so với sông suối tâm thần vương lâm chấn động hắn đứng ở đó tản thần thức ra vô tận ở trong chiến trường ngoại vực đằng sau lớp màng vương lâm nhìn thấy những bộ hài cốt phát ra kim quang những hải cốt này những kim quang này chính là của thiên nhân hắn thấy được vô số những bộ xương mãnh thú những bộ xương mãnh thú này vô cùng dữ tợn còn có một khí tức hùng mạnh tràn ra hiển nhiên khi còn sống chúng có sức mạnh kinh thiên thần thức của hắn lại một lần nữa điên cuồng tràn ra vương lâm nhìn thấy được rất nhiều thứ hắn nhìn thấy những bộ xương khổng lồ của văn thú nhìn thấy những bộ xương của mãnh thú thậm chí to tới mấy vạn trượng tất cả những mãnh thú mà cả đời hắn đã từng nhìn thấy ngoại trừ u minh thú không ngờ đều có ở trong chiến trường ngoại vực đằng sau lớp màng này tâm thần vương lâm chấn động như nổi lên sóng lớn thần thức của hắn lại khoách tán ra sau khi quét qua những bộ hài cốt này cuối cùng hắn cũng đã tìm tới biên giới thật sự của chiến trường ngoại vực này thần thức của hắn đã bao trùm toàn bộ phạm vi của chiến trường ngoại vực trong khoảnh khắc này đồng tử trong mắt vương lâm co rụt lại lộ ra vẻ hoảng sợ ngay khi thần thức của hắn bao trùm toàn bộ chiến trường ngoại vực hắn phát hiện ra chiến trường ngoại vực này không ngờ là một mảnh vỡ khổng lồ mảnh vỡ này nối liền với chu tước tinh một cách kỳ dị dường như chu tước tinh chính là từ nó sinh ra mảnh vỡ này rất hỗn độn dường như là một phần của một thứ gì đó tâm thần vương lâm chấn động trong khoảnh khắc này trong đầu hắn hiện lên bí ẩn kinh thiên mà lão chu tước của tứ thánh tông trước khi chết đã nói với hắn chu tước tinh là một phần của một cánh cửa lời nói này vang vọng trong tâm thần vương lâm dần dần dung hợp với chiến trường ngoại vực mà thần thức của hắn đang xem xét ngay khi hiểu ra hắn quan sát khắp chiến trường vực ngoại liền lập tức nhận ra chiến trường vực ngoại do một mảnh vỡ hóa thành này bất ngờ chính là một phần của một cánh cửa kỳ dị cánh cửa mà tứ thánh tông năm đó đã tìm kiếm rốt cuộc là cánh cửa gì lão tổ đời thứ nhất ở vùng đất điên lạc có biết chuyện này hay không vương lâm đứng ở đó hồi lâu lúc này mới chậm rãi đè nén sự rung động trong lòng xuống trong lòng hắn dần dần hiện lên ngân y nữ tử kia sau khi nhìn thấy pho tượng thất thải đạo nhân thần sắc nàng liền hoảng sợ đến cực điểm phát ra những lời nói thê lương, cánh cửa không phải là do ta mở ra cánh cửa không phải là do ta mở ra, Vương Lâm trầm mặc. Hắn không biết hai cánh cửa kia có phải là một không. Hắn chậm rãi thu thần thức lại, cuối cùng thu toàn bộ vào trong cơ thể, sau đó phức tạp nhìn thoáng qua chiến trường vực ngoại này, rồi mê man xoay người rời đi. Lần này trở về Chu Tức Tinh, Vương Lâm đã phát hiện ra rất nhiều chuyện. Những chuyện này cứ đến liên tiếp, khiến cho hắn đối với Chu Tức Tinh này càng lúc càng thấy xa lạ. Hồng Điệp vẫn còn sống. Tầng thứ 19 của phủ Văn tộc chính là nơi phong ấn mũi tên của Lý Quảng chiến trường vực ngoại năm đó, vốn chỉ là một khu vực nhỏ, ở bên ngoài còn có một khu vực rộng lớn hơn, tất cả là một phần của một cánh cửa Vương Lâm, ngồi trên một đỉnh núi ở Chu Tức Tinh, đón gió núi gào thét thổi tới, để mặc cho gió thổi tung đầu tóc, thổi tung quần áo, hắn chỉ ngồi ở đó, ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Tu vi càng cao, dần dần ta càng biết được toàn bộ những bí mật liên quan đến Chu Tức Tinh nơi này, vốn là như vậy vương lâm nhìn bầu trời đang ngày càng âm u một đám mây đen chậm rãi ngưng tụ lại từng trận lôi đình từ xa xa chuyển đến sắp sửa có mưa một con chim màu trắng vội vàng tung cánh ở phía trước đám mây đen vật vã bay đến muốn tránh khỏi đám mây đen có thể gây nguy hiểm tới tính mạng của nó nhưng dưới một tiếng lôi đình kinh thiên con chim này toàn thân run lên bị đám mây đen phía sau cuốn vào nuốt lấy nhìn cảnh tượng này thần sắc vương lâm sững lại hắn mơ hồ cảm thấy hình như có chút không ổn đám mây kia di chuyển còn có từng trận gió từ trong cơn mưa kia thổi tới mang theo hơi nước ẩm ướt quét lên người vương lâm còn có cái lạnh của nước mưa rất lạnh đây chính là mưa thu bầu trời dần dần trở nên hoàn toàn âm u tiếng lôi đình vang vọng dường như càng ngày càng ở gần ngọn núi chỗ vương lâm đám mây đen kia cuồn cuộn giống như thủy chiều hướng về bốn phía không ngừng khuếch tán ra mưa càng ngày càng lớn tiếng mưa rơi ào ào bị những trận gió núi thổi tới truyền vào trong tai vương lâm càng ngày càng dày đặc càng ngày càng rõ ràng bụi đất trên mặt đất dưới cơn mưa này vốn phải bị tung lên nhưng lúc này lại hoàn toàn tĩnh mịch trên đỉnh núi ở xung quanh vương lâm có một vài hòn đá nhỏ vốn phải bị gió thổi đi nhưng lúc này dường như bị một sức mạnh vô hình đè xuống khiến cho chúng vẫn không hề nhúc nhích ẩm một tiếng lại có một đạo lôi đỉnh vang lên một vài tia chớp nối liền thiên địa xuất hiện ở phía chân trời xa xa ở trước mắt vương lâm ngay khi những tia chớp này nổi lên, lập tức chiếu sáng mây đen ở bốn phía, giống như những con ngân xảo uốn lượn, cũng giống như là những ấn ký. Nhìn đám mây đen cuồn cuộn kia, Vương Lâm hít một hơi thật sâu, một cảm giác xúc động không nói nên lời chậm rãi nổi lên trong lòng hắn. Vương Lâm cố gắng kìm nén lại cảm giác xa lạ sau khi phát hiện ra những bí mật trên Chu Tước Tinh. Lần này trở lại Chu Tước Tinh, hắn đã làm xong tất cả mọi việc mà hắn muốn làm. Bây giờ, hắn muốn luyện hóa lực bài xích trong cơ thể, hắn muốn làm cho sinh tử, nhân quả, chân giả bổn nguyên của mình đại thành. Sau khi đại thành, hắn muốn luyện hóa sát lục bổn nguyên kiếm do Thanh Thủy tặng cho, lấy sáu đạo bổn nguyên chứng đạo, phá vỡ không môn, trở thành cao thủ bước thứ ba. Vương Lâm đứng lên xoay người đang định đi về phía sau, thì ở phía sau hắn, đám mây đen cuồn cuộn, cuộn ngập trời kia lao tới. Dường như ở bên trong có một sát thần đang nhìn chằm chằm Vương Lâm, giống như muốn cắn nuốt hủy diệt Vương Lâm như đã làm với con chim kia. Lôi đình quấn vào nhau, ánh chớp lúc sáng lúc tối, dưới cơn mưa tầm tã này, một khí tức chết chóc bất ngờ từ bên trong đám mây đen bộc phát ra. Luồng sát khí này đến cực kỳ đột ngột. Vương Lâm giơ chân lên đang định rời khỏi, đột nhiên dừng lại. Lông tóc toàn thân hắn trực tiếp dựng đứng lên, một cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt hóa thành những tiếng tim đập kinh tâm động phách, khiến cho hắn quay đầu lại nhìn chằm chằm vào đám mây đen cuồn cuộn kia, thần sắc trong nháy mắt trở nên vô cùng ngưng trọng. Không ổn. Ba hình ảnh mà Vương Lâm nhìn thấy lúc trước lúc này nhanh chóng lóe lên trong đầu hắn. Con chim kia chết, bụi không tung lên, đá không động đậy. Cảm giác nguy hiểm này thậm chí còn vượt xa lúc Vương Lâm ở trong vùng đất cổ mộ, vượt xa hết thảy những biến cố mà hắn gặp phải sau khi trở về giới nội. Cảm giác nguy hiểm này của Vương Lâm cũng giống như hồng điệp, là một sinh tử đại kiếp mà hắn phải gặp một lần trong đời. Nếu vượt qua sinh tử đại kiếp này, hắn mới có tư cách sống tiếp. Đây là điều mà hắn hiểu ra ngay sau khi hắn nhìn thấy đám mây đen kia cuồn cuộn lao tới phía sau. Đám mây kia cuồn cuộn ngập trời, ở bên trong không phải là sát khí thật sự, mà sát khí này là do thiên địa lôi đình và tia chớp biến thành, Vương Lâm trong lúc hoang mang đã cảm thấy. Nhưng biến hóa này sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, mà lại xuất hiện ở ngay trước mặt Vương Lâm. Đây chính là sự dị biến của trời, thiên biến. Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rụt lại, hắn không nghĩ ngợi lập tức nhanh chóng tản thần thức ra bốn phía trực tiếp bao trùm Chu thức Tinh, thần thức của hắn đi vào tinh không, ngay khi thần thức nhìn thấy rõ tinh không, thần sắc Vương Lâm liền đột biến. Chương 1484, sát kiếp của Phong Tôn. Tinh không bên ngoài Chu thức Tinh, kia không phải là một màn tối đen mang theo tinh quang lấp lánh, mà bị một đám lam quang tràn ngập khiến cho tinh không này hoàn toàn biến thành màu lam, giống như là bầu trời. Cũng có thể nói ở bên ngoài Chu Tức Tinh đã xuất hiện một bầu trời. Đây là một chuyện không thể xảy ra, nhưng lúc này bỗng nhiên lại trở thành sự thật ở bên ngoài chu tước tinh còn có tinh vực cả chu tước tinh giống như bị một đạo thuật kinh thiên bao phủ dường như bị lôi ra khỏi giới nội xuất hiện ở trong một thiên địa khổng lồ vô biên thiên địa này có màu lam nó thay thế cho cả tinh vực trong thiên địa màu lam này toàn bộ đều là hư vô chỉ có duy nhất một tu chân tinh đó chính là chu tước tinh này thần sắc vương lâm kịch biến hai mắt lóe lên hàn quang ngợp trời ngay khi thần thức quét ngang chu tước tinh sắc mặt hắn lại càng âm trầm hơn trong thần thức của vương lâm trong phút chốc, chu Tức Tinh này không ngờ không còn bất cứ một sinh linh nào. Không chỉ có tu sĩ, phàm nhân, mà ngay cả cây cỏ, muông thú toàn bộ đều như bị xóa bỏ, hoàn toàn biến mất. Cả chu Tức Tinh này giờ phút này giống như là chỉ còn lại mỗi một mình Vương Lâm. Không phải là tất cả sinh linh trên chu Tức Tinh đã chết, bọn họ cũng không phải là mất tích, mà người mất tích chính là Vương Lâm. Chu Tức Tinh vẫn còn, vẫn ở trong tinh vực của giới nội, vô số sinh linh trên đó vẫn tiến hành những công việc bình thường. Chu Vũ Thái kia vẫn còn yên lặng ngồi uống rượu ở trước pho tượng Chu Tước, còn có rất nhiều tu sĩ vẫn còn đang chìm đắm trong sự kích động đối với việc Phong Tôn trở về. Trên Chu Tước Tinh, ở phía trước ngọn núi không một bóng người lúc trước mà hắn đứng, không trung xanh thăm thẳm yên tĩnh không có một cơn gió, càng không có mây đen cuồn cuộn. Chu Tước Tinh này dường như bị một tấm gương phản chiếu, chia làm hai thế giới giống y hệt nhau. Một thế giới vẫn còn nguyên như cũ, còn trong thế giới kia tĩnh mịch không có sinh linh, chỉ có Vương Lâm một mình đứng trong thiên địa mênh mông. Cùng một ngọn núi ở một nơi thì tràn ngập nắng ấm. Còn cũng ngọn núi đó, vương lâm đứng ở trên đỉnh núi, ở xung quanh lại có mây đen cuồn cuộn, lôi đình gào thét, nước mưa tẩm tã rơi xuống. Đạo thuật như thế này có thể so với sức mạnh của tạo hóa. Vương lâm vẻ mặt âm trầm, thân thể tiến về phía trước, trực tiếp bước vào trong đám mây đen cuồn cuộn, giống như một thanh kiếm sắc xuyên thấu qua, trực tiếp đi ra khỏi phần chu thức tinh bị chia ra này. Ngay khi đi ra ngoài đạo lam quang vô tận kia từ trong thiên địa bên ngoài chu tước tinh lóe lên trói mắt, dường như có thể xuyên thấu hết thảy hư vô. Vương Lâm đứng giữa thiên địa, ở phía sau hắn là chu tước tinh tĩnh mịch kia, còn ở phía trước hắn là một thiên địa mênh mông, nhìn không thấy giới hạn, dường như vô biên vô hạn, thậm chí ngay cả thần thức của hắn cũng không thể bao phủ toàn bộ. Mặt đất không phải là bùn đất, mà là một mặt nước. Mặt nước này không có một gợn sóng, mà phản chiếu toàn bộ bầu trời màu lam kia từ xa nhìn lại thiên địa chỗ vương lâm lúc này dường như là một cái giếng một cái giếng vô biên vô hạn rộng không bờ bến vương lâm một thanh âm mơ hồ đột nhiên từ trong không trung âm u chuyển đến rơi vào trong tai vương lâm vương lâm trầm mặc ngẩng đầu nhìn bầu trời đồng tử trong hai mắt có rút lại hít vào thật sâu thở ra một hơi từ trong cơ thể truyền ra tiếng ầm ầm còn có kim quang mơ hồ lăn ra vận chuyển toàn bộ tu vi của hắn lam quang ở trên bầu trời trong lúc tràn ra chậm rãi ngưng tụ thành một thân ảnh màu lam thân ảnh này mặc áo lam là một nam tử trung niên hắn nhìn vương lâm một cách phức tạp nhẹ nhàng nhoáng lên một cái vương lâm tham kiến đạo tôn vương lâm ôm quyền bình tĩnh mở miệng lam mộng đạo tôn yên lặng nhìn vương lâm thời gian dần dần trôi qua hồi lâu sau vẻ phức tạp trong mắt hắn tiêu tan mà lộ ra một vẻ kiên định thanh âm chậm rãi truyền ra cái chết của phong tôn đời trước ta không tham gia lúc này ta tới đây cũng không phải để ra tay với ngươi vùng thiên địa này là do tất cả những cao thủ không huyền của thái cổ tinh thần ta liên thủ bố trí còn có cả viễn cổ tiên phi ra tay có thể trong thời gian ngắn phá vỡ hư vô vây khốn ngươi ở bên trong mà không bị bất cứ ai trong giới nội phát hiện ra vùng thiên địa này có thể tồn tại ba canh giờ ba canh giờ sau người khó mà thoát chết lão phu niệm tình cũ mà hiện thân báo cho ngươi biết nếu muốn trách thì hãy trách ngươi là phong tôn mà phong tôn thì phải chết làm mộng đạo tôn thầm than xoay người, thân ảnh hóa thành một đạo lam quang dung hợp với thiên địa này, tiêu tan hoàn toàn. Ngay khi hắn xoay người biến mất, trên không trung lập tức có gợn sóng nổi lên kịch liệt. Chỉ thấy bên trong gợn sóng kia bất ngờ xuất hiện một người thân thể mơ hồ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy là một lão già mặc áo xám. Lão già này ánh mắt như điện, mang theo một tia sát khí, ngay khi thân thể hiện ra liền giơ tay phải hướng xuống phía dưới chỉ vào Vương Lâm. Nơi này mặc dù không phát huy được toàn bộ tu vi của lão phu, chỉ có thể đạt tới không linh trung kỳ. Nhưng hôm nay, ngươi cũng sẽ giống như phong tôn năm đó, chết chắc rồi. Dưới một chỉ này thiên địa biến sắc hóa thành một cơn lốc gào thét, chỉ phong của hắn bất ngờ hóa thành một con rồng màu xám. Trong tiếng rít gào con rồng thần sắc dữ tợn này, với một tốc độ không thể tưởng tượng được lao thẳng tới vương lâm. Kinh người hơn, đó là bên trong con rồng này, còn có sức mạnh hương hỏa hồn tạp ngưng tụ lại với nhau. Trong tiếng rít gào của con rồng này phát ra một tiếng kêu thê lương kinh hồn, Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thần sắc hắn cực kỳ ngưng trọng. Lúc này hắn đã không còn lo lắng đến sống chết nữa, sinh tử đại kiếp lần này hắn muốn tránh cũng không tránh được. Đây là sát kiếp mà Phong Tôn, đời trước đã chết dưới tay những cao thủ của Thái Cổ Tinh Thần vây công. Cũng giống như là luân hồi, ngày hôm nay sát kiếp này lại giáng xuống người Vương Lâm. Ba canh giờ, con rồng xám kia rít gào lao tới, Vương Lâm không nghĩ ngợi, thân thể tiến về phía trước vung tay lên, chỉ lên bầu trời lập tức hô phong thuật tràn ngập thiên địa màu lam này, hóa thành 13 con hắc long đã đạt tới cực hạn. 13 con hắc long này gào lên giận dữ, thổi ra những luồng gió chết chóc. Những luồng gió này bất ngờ lộ ra màu vàng, lao thẳng tới con rồng màu xám kia. Màu vàng sao? Lão già áo xám kia hai mắt sững lại. Hai bên ngay lập tức va chạm vào nhau. Trong tiếng ầm ầm kinh thiên, một luồng lực xung kích hướng về bốn phía quét ngang ra. Con rồng xám kia trong lúc vặn vẹo quấn lấy 13 con hắc long kia, tiếng gào thét kinh thiên động địa dưới lực sung kích này mái tóc dài của vương lâm tung lên thân thể lùi về phía sau mấy trượng sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu tay phải nắm lại hắn cũng không tiến về phía trước mà xoay người tung một quyền về phía sau ngay khi hắn xoay người bất ngờ có gợn sóng nổi lên từ bên trong có một bà lão thân ảnh cũng mơ hồ bước ra bà già này toàn thân mặc áo đen ánh mắt âm trầm dơ cánh tay phải khô héo lên hung hăng chỉ vào lưng vương lâm đang lùi lại phía sau nhưng nghênh đón hắn chính là một quyền kia của vương lâm một quyền và một chỉ kia ngay khi va chạm vào nhau thân thể vương lâm kịch chấn phun ra một ngụ máu tươi lảo đảo lui về phía sau bà lão kia cũng dừng lại đầu ngón trỏ tay phải vỡ thành từng mảnh tản ra trong mắt hắn lóe lên hàn quang lao về phía vương lâm cũng có chút thủ đoạn đấy trong mắt vương lâm tràn ra máu tươi nhưng vẫn rất tỉnh táo hắn biết kiếp nạn lần này rất khó vượt qua ba canh giờ kia giống như là một vực sâu ở phía trước nhưng nếu muốn hắn tự mình chịu chết cũng tuyệt đối không thể được, không ai có thể quyết định vận mệnh của ta, sinh tử kiếp cũng không thể. Giờ phút này trong lúc lui về phía sau, hắn giơ tay chỉ mạnh lên bầu trời. Trong tiếng ầm ầm, trên không trung màu lam đột nhiên xuất hiện kim quang hướng về bốn phía tràn ra, một trường ấn khổng lồ ầm ầm hiện ra. Lại là kim quang, đồng tử trong mắt lão già áo xám kia co rụt lại, ngay cả bà lão áo đen kia cũng nheo mắt. Nhưng ngay khi trường ấn này xuất hiện, một đạo kiếm khí kinh thiên gào thét nổi lên. Đạo kiếm khí này mang theo hàn khí ngập trời, vừa mới xuất hiện liền ở trong thiên địa đằng sau Vương Lâm, bất ngờ hóa thành một trụ băng. Trụ băng này từ trong hư vô bay tới, trong tiếng rắc rắc không ngừng điên cuồng lao thẳng tới Vương Lâm. Ở phía trước của trụ băng này không ngờ còn có một thanh đoản kiếm màu lam. Thanh đoản kiếm này xuất hiện quá nhanh, gần như ngay khi Vương Lâm thi triển dịch linh ấn, mang theo hàn khí lao thẳng tới Vương Lâm. Bên ngoài thân thể Vương Lâm lập tức có hào quang vô tận hiện ra ngay khi hàn kiếm kia xuất hiện liền có một quang ảnh khổng lồ hiện ra nhưng quang ảnh này vừa hiện ra liền lập tức bị hàn kiếm kia đâm vào trong tiếng rắc rắc quang ảnh thuẫn trực tiếp trở thành một tảng băng lớn hàn kiếm kia trong tiếng ầm ầm xuyên thấu tảng băng kia mang theo một luồng sát khí điên cuồng đâm về phía vương lâm một tiếng nổ vang lên dịch linh ấn mà vương lâm thi triển ra bị cắt đứt hắn lại một lần nữa phun ra máu tươi thân thể bị bắn về phía trước ở phía sau trụ băng kia điên cuồng đuổi theo sắc mặt vương lâm âm trầm huyết quang trong tay lóe lên vung mạnh về phía sau huyết quang kia nổi lên ngập trời từ bên trong huyết kiếm lao thẳng tới hàn kiếm kia từ xa nhìn lại cảnh tượng này cực kỳ kinh người đây là sự đối kháng giữa huyết quang và băng hàn giữa sự cầu sinh và sát khí hai thanh kiếm trong nháy mắt đâm vào nhau tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên động địa thanh âm của kiếm mang theo vẻ thê lương từ trong hai thanh kiếm kia đồng thời truyền ra hàn kiếm kia trong lúc run rẩy phịch một tiếng vỡ thành hai nửa lào đảo lui về phía sau. Huyết kiếm trong lúc chấn động huyết quang trên đó tan biến, cũng lào đảo bị vương lâm đang lui về phía sau nắm lấy, nhìn chăm chăm về phía trước. Ở bên cạnh thanh hàn kiếm, đã bị vỡ thành hai nửa có một nam tử áo trắng chậm rãi đi, ra. Nam tử này ánh mắt lạnh như băng, mang theo một vẻ vô tình, nhìn về phía vương lâm. Tốc chiến tốc thắng. Lời nói của nam tử này cũng lạnh như băng giống như thần sắc của hắn vừa nói xong hắn liền bước về phía trước ở hai hướng khác bà lão áo đen và lão già áo xám kia cũng hóa thành hai đạo cầu vồng lao thẳng tới vương lâm vương lâm nhanh chóng lui về phía sau ba người này tuy tu vi vì một nguyên nhân đặc biệt nào đó ở nơi này bị áp chế nhưng sức mạnh không linh trung kỳ của ba người bọn họ vương lâm cũng hoàn toàn không thể chống lại trong lúc lui về phía sau vương lâm giơ tay phải chỉ lên trời dịch linh ấn lúc trước vừa bị cắt đứt lại một lần nữa ầm ầm hiện ra hai mắt vương lâm lóe lên kim quang, lộ ra một chiến ý điên cuồng. Các ngươi muốn đánh thì ta đánh. Thanh âm vương lâm rất bình tĩnh, càng nguy cấp thì hắn lại càng điên cuồng, tâm thần hắn lại càng tỉnh táo. Đây là một thói quen đã hình thành sau hơn 2.000 năm đối mặt với sinh tử, của hắn. Lúc này dưới một cái vung tay của hắn kim quang tràn ngập, bầu trời ầm vang. Trường ấn khổng lồ kia lóe lên kim quang vạn trượng, hướng xuống dưới điên cuồng quét ngang ra, trưởng ấn này chưa tới, nhưng đã có một uy áp khổng lồ ầm ầm phủ xuống. Đây là dịch linh ấn chính tông bậc nhất, vân tay trong trường ấn này có thể nhìn thấy rõ ràng, giống như những dãy núi lồng vào nhau, chụp xuống phía dưới. Kim quang này rốt cuộc là cái gì? Không ngờ lại khiến cho ta mơ hồ có một cảm giác run rẩy sợ hãi. Lão già áo xám kia nhìn chằm chằm kim quang trong dịch linh ấn. Chương 1485, kịch chiến. Trong nháy mắt khi trường ấn màu vàng này xuất hiện, thân thể Vương Lâm bước về phía trước nửa bước, sóng gợn trượt bao phủ toàn thân, bất ngờ hiện ra bên trên trường ấn nọ. Hắn cắn chót lưỡi phun ra một ngụm máu vàng, dung nhập vào bên trong trường ấn khiến nó tỏa ra kim quang vạn trượng. Muốn giết ta, các ngươi phải trả giá đắt. Vương Lâm gầm nhẹ, thần sắc dữ tợn, tay phải hướng về phía dưới mang theo trường ấn màu vàng kia ầm ầm đánh xuống. Mặt nước phẳng lặng bên dưới bị uy áp này khiến cho xuất hiện một dòng xoáy, âm chuyển động. Đôi mắt lão già mặc áo xám kia lóe lên, trong nháy mắt trước khi dịch linh ấn của Vương Lâm đánh xuống, tay phải giơ lên vung về phía trước, lập tức trong tay hắn chợt xuất hiện một cái chai hình tròn, cái chai này trong suốt, bên ngoài chứa đầy bùn đất màu vàng. Hắn bóp chặt cái chai khiến bùn đất bên trong liền bay ra. Lão già mặc áo xám vung tay áo một cái, bùn đất lập tức tỏa ánh sáng màu vàng, càng ngày càng nhiều, dày đặc khắp trời, thoáng một cái đã bao phủ cả vạn trượng phía trước lão già. Đại địa bổn nguyên, táng linh. Lời nói của lão già vừa thốt lên, đám đất vạn trượng này cuốn động bao phủ trời đất lao thẳng tới dịch linh ấn màu vàng của vương lâm cùng lúc đó sắc mặt bà lão mặc áo đen bình tĩnh hai tay bắt quyết vung ra chợt thấy chín cái móng tay dài ra đầu ngón tay đứt ra hóa thành chín luồng sáng đen bên trong hắc mang trên móng tay bất ngờ có chín quỷ ảnh gầm thét biến ảo ra giống như lấy móng tay làm phi kiếm đứng lên đó theo sau đám đất cào thét lao tới nam tử mặc bạch y lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm vào dịch linh ấn trên bầu trời tay phải đặt lên miệng cắn một cái Dùng máu tươi trong người vẽ lên không trung trước người, xuất ra một ấn quyết. Ấn ký này vừa xuất hiện lập tức có những tiếng răng rắc vang lên, lập tức trở thành huyết băng, trong nháy mắt liền bị hắn vung lên, bay đi. Thiên địa chấn động. Đây là trận chiến của những thuật đại thần thông. Dịch linh ấn của Vương Lâm lóe lên kim quang vô tận, va chạm với đám đất ngập trời kia. Tiếng ầm ầm vang vọng không gian, đám bùn đất lập tức tràn ngập toàn bộ trường ấn, bên trong truyền ra tiếng nổ ầm ầm. Cùng lúc đó, chín cái móng tay mang theo quỷ ảnh chợt xuyên thấu bùn đất, trong tiếng bùng bùng đâm vào bên trong. Ngay sau đó, ký hiệu huyết băng của nam tử mặc bạch y bất ngờ hạ xuống, trong nháy mắt đụng vào đám bùn đất liền sụp đổ, hóa thành một luồng khí băng hàn cuồn cuộn trực tiếp đóng băng nó lại. Thổ băng, L1, băng ở đây là sụp đổ, giống như thuật sơn băng. Hồn sát, băng động. Ba người đứng phía dưới, nhìn Trường Ấn từ xa đã bị thần thông của bọn họ bao phủ, hầu như đồng thời mở miệng trong nháy mắt này trưởng ấn âm ầm sụp đổ tứ phân ngũ liệt năm cái móng tay giống như năm ngọn núi rơi xuống phía dưới trong lúc tan nát liền có một luồng lực trùng kích quét ra thân thể vương lâm phun máu tươi cùng lúc dịch linh ấn bị hủy diệt liền cùng bị cuốn về phía sau bên ngoài thân thể không ngờ lại bị chín cái móng tay đâm vào chỗ miệng vết thương hình như có dấu hiệu bị hóa thành đất hơn nữa bên ngoài cơ thể hắn lúc này tràn ngập hàn khí giống như cơ thể bị băng sát vậy hai mắt hắn đỏ bừng, vừa lui về phía sau vừa phun máu tươi một lần nữa, thân thể lào đảo, trong thời gian ngắn đã bị trọng thương. Vừa lùi lại, vương lâm vừa cười thảm, nhưng sát khí trong mắt hắn bốc lên ngập trời. Tay, phải hắn chụp vào hư không một cái, trong tay liền xuất hiện một bình đan dược, đang muốn nuốt vào thì ba người phía dưới đồng loạt cất bước, giống như ba đạo cầu vòng phá không, trong nháy mắt đã áp sát vương lâm. Ánh mắt lão già mặc áo xám kia lộ vẻ ngưng trọng, hắn không rõ kim quang này là thứ gì nhưng mơ hồ lại cảm thấy như đã từng gặp, lúc này xuất hiện bên trái Vương Lâm, sau khi tới gần liền giơ ngón trỏ tay phải lấp loé ánh sáng vàng lên. Cả ngón trỏ của hắn dường như do bùn đất tạo thành, trông như một đám đất vàng điểm thẳng tới mi tâm của Vương Lâm. Một chỉ này điểm ra, vô tận hồn phách hương hỏa từ đầu ngón tay hắn gào thét lao ra, che trời phủ đất. Đám hồn phách hương hỏa này hóa thành vô số hạt đất cát, theo ngón tay của lão già bao phủ lấy Vương Lâm, giống như thứ đã hủy diệt dịch linh ấn muốn giết chết Vương Lâm. Cùng lúc đó, bà lão mặc hắc y thân thể cũng cất bước đi về phía bên phải Vương Lâm, hai mắt lóe lên u quang, năm ngón tay phải vươn ra ấn về phía ngực Vương Lâm. Trong năm chỉ này có hồn phách hương hỏa hóa thành những quỷ ảnh thê lương, đầy vẻ tàn nhẫn thấp giọng gào thét, lao thẳng tới Vương Lâm. Năm ngón tay này dường như là hoàng tuyền ở địa phủ, lộ ra tử khí và sát khí ngập trời. Ở ngay phía trước Vương Lâm nam tử mặc bạch y lạnh lùng bước tới, thần sắc hắn vẫn lạnh băng vô tình tay phải giơ lên hàn khí tràn ra bốn phía đánh một trường thẳng về thiên linh của vương lâm kết thúc rồi nam tử đó mở miệng nhẹ giọng nói ba người đồng thời ra tay đánh thẳng về phía vương lâm trong lúc nguy cấp này tinh điểm cổ thần trên mi tâm vương lâm nhanh chóng xoay chuyển thiên hoàng lô ầm ầm biến ảo ra bên ngoài thân thể thiên hoàng lô vừa mới xuất hiện lập tức đụng phải ba đòn sát thủ của ba người run lên rồi tan nát Hóa thành vô số u quang bị cuốn trở lại mi tâm của Vương Lâm. Nương theo cơ hội do Thiên Hoàng Lô hơi chống cự được một chút tạo ra, Vương Lâm gầm nhẹ, toàn thân bừng sáng, quang ảnh thuần lại xuất hiện một lần nữa, hướng về phía ngoài thân thể hắn khuếch trương ra, chẳng qua cũng chỉ trong nháy mắt, quang ảnh thuẫn liền nổ tung. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, từ lúc ba người xuất hiện cho tới khi ra tay lúc này mới chỉ có một nhịp thở. Với tốc độ như vậy, Vương Lâm đã gặp nguy cơ sinh tử mấy lần rất nhiều thần thông và pháp bảo của hắn thậm chí còn chưa kịp thi triển ra ngay cả dịch linh ấn cũng đang thi triển thì bị cắt ngang thậm chí vương lâm còn muốn phân tâm thần ra quan sát bốn phía hắn tuyệt đối không tin đối phương chỉ có ba người lúc này giết hắn cũng giống như năm đó chúng giết phong tôn giới ngoại phải bỏ ra một cái giá cực lớn trưởng tôn kia cũng còn chưa xuất hiện ở nơi này viễn cổ tiên phi cũng chưa ra tay nguy cơ lúc này là kiếp nạn lớn nhất trong đời vương lâm đây là tử kiếp trong nháy mắt khi quang ảnh thuẫn tan nát từng mảnh vỡ cuốn qua người vương lâm tay phải hắn liền lóe sáng cổ thần hộ tí biến ảo ra hắn muốn có thời gian để đồng thời thi triển càng nhiều thần thông và pháp bảo càng tốt nhưng lúc này đối phương căn bản không để hắn có cơ hội ra tay nếu như không để cho hắn có cơ hội vậy thì hắn phải tự sáng tạo ra cơ hội trong nháy mắt khi sát chiêu của ba người này tới gần trong tích tắc khi ngực thiên linh mi tâm của vương lâm đau đớn cổ thần hộ tí bộc phát ra cổ thần lực nồng đậm Cổ thần lực này bùng lên kinh thiên, bất ngờ ở bên ngoài thân thể hắn hóa thành hư ảnh cổ thần khổng lồ đã mấy lần bảo vệ hắn. Hư ảnh cổ thần này tràn ngập vết thương, nhưng cảm giác ấm áp vẫn tồn tại như trước. Hư ảnh cổ thần như chống cả thiên địa trong tích tắc xuất hiện, ba sát chiêu ầm ầm đánh lên thân thể hắn. Lúc này thời gian như ngừng trôi, toàn thân hư ảnh cổ thần chấn động, giống như cúi đầu nhìn thoáng qua Vương Lâm đang được mình bảo vệ, thân thể ầm ầm sụp đổ. Trong nháy mắt khi nó sụp đổ, Tất cả tinh điểm trên mi tâm của hư ảnh này liền nổ tung, một luồng cổ thần lực cường hãn tới cực điểm từ trong cơ thể hắn bùng lên, hóa thành một lực trùng kích cường đại đánh về phía ba người kia. Ba người kia biến sắc, phun máu tươi, thân thể dưới lực lượng cường đại này liền lui lại phía sau. Trong mắt bọn họ, thân thể cổ thần khổng lồ kia nhanh chóng tiêu tán, đầu tiên là hai chân, sau đó là thân mình. Trong nháy mắt này, cánh tay phải của cổ thần liền ôm lấy Vương Lâm né mạnh về phía mặt nước phía dưới ném xong, cánh tay phải cũng tiêu tán. Ánh mắt vương lâm lộ vẻ bi ai, khóe miệng nhếch lên có máu tươi dì ra, bên ngoài thân thể tràn ngập khí tức cổ thần, ầm một tiếng liền rơi xuống mặt nước, cả người chìm vào đáy nước. Mặt nước chấn động mãnh liệt, sóng tràn khắp nơi. Ba người nọ nhìn chằm chằm vào mặt nước, sau khi điều chỉnh hơi thở liền tiếp tục mang theo sát khí lao tới. Ở dưới đáy nước cổ thần hộ tí trên cánh tay phải vương lâm tan nát, từ từ chia lìa trên cánh tay của hắn lan ra bốn phía, hai mắt hắn lộ vẻ bi ai cũng lộ sự điên cuồng trong tích tắc khi ba người kia đuổi giết tới sát mặt nước mặt nước sắp sửa phẳng lặng đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy kinh thiên tiếng âm ý vang vọng không gian một nắm tay khổng lồ do nước tạo thành trực tiếp biến ảo lên từ mặt nước vươn thẳng về phía nam tử mặc bạch y ánh mắt nam tử mặc bạch y lóe lên trong nháy mắt khi thủy quyền đánh tới liền vỗ mạnh lên nó một cái hàn khí tràn ra nắm tay liền lập tức biến thành khối băng sau đó vỡ tan nhưng trong nháy mắt khi nó tan vỡ vương lâm ở dưới đáy nước gầm khẽ lao vụt lên hữu quyền va chạm với bàn tay của nam tử kia một quyền này là một quyền vương lâm không để ý tới lực bài xích trong cơ thể phát huy lực lượng mạnh nhất ở phía sau vương lâm lại có cả đầu lâu của đạo cổ biến ảo ra trong tiếng ầm vang thân thể nam tử mặc bạch y lập tức bị một quyền này đánh cho lui lại mấy trăm trượng phun một ngụ máu tươi thân thể vương lâm cũng có máu tươi màu vàng phun ra nhưng hắn không hề dừng lại chút nào sau khi bức lui nam tử mặc bạch y liền xoay phát người từng bước hướng về phía lão già mặc áo xám tay phải giơ lên tia chớp màu vàng bên mắt phải ầm ẩm, ẩm lao ra trong nháy mắt cả bầu trời màu lam đã bị lôi đình vô tận thay thế vương lâm điểm một chỉ lôi đình ngập trời liền lấy tốc độ cực nhanh lao thẳng tới lão già mặc áo xám lôi đình ầm ẩm, ẩm đánh tới khiến lão già mặc áo xám căn bản không kịp né tránh trong thời gian ngắn đã bị lôi đình màu vàng tràn ngập được truyền tiên lực lôi đình này trở thành tiên lôi uy lực bạo tăng khiến cho thần sắc lão già mặc áo xám kia kịch biến thân thể vội vàng lui lại phía sau toàn thân bị tia chớp màu vàng bao phủ phun ra một ngụ máu tươi tiên lực đây là tiên lực ánh mắt lão già mặc áo xám lộ vẻ hoảng sợ hắn nghĩ ra rồi hắn rốt cục nhớ ra màu vàng này là vật gì thương thế trong cơ thể vương lâm quá nặng hắn lúc này đã giống như liều mạng không để ý tới lực phản chấn trong thân thể mang theo vẻ dữ tợn xoay người lại ngọn lửa trong mắt trái cuồn cuộn bốc lên hướng về phía bà lão mặc áo đen, Tả trưởng vỗ một cái, lập tức biến lửa màu vàng vô tận bùng lên, trực tiếp tràn ngập người hắn. Ngọn lửa màu vàng gào thét, khiến khóe miệng bà lão mặc áo đen tràn máu tươi, thân thể vội vàng lui lại phía sau. Trong ánh mắt bà ta cũng lộ vẻ hoảng sợ. Bà ta hoảng sợ chính là bởi vì hai tiếng lão già mặc áo xám kia thốt. Tiên, tiên lực, liều mạng trọng thương, dùng tốc độ cực nhanh bước lui ba người, đổi lấy cơ hội quý giá. Vương Lâm từng bước lùi lại phía sau, thần sắc giữ tợn, tay phải giơ lên điểm một chỉ lên bầu trời. Phần giới cổ tán, khai ô diệt giới. Bầu trời màu lam tối sầm lại. Một cây ô khổng lồ biến ảo ra. Trong thời gian ngắn, phía trên bầu trời màu lam bất ngờ trở thành một tán ô. Từ xa nhìn lại, nơi này đã trở thành cây ô màu lam. Nhưng ngay trong nháy mắt khi cán ô huyễn hóa ra, biển lửa ngập trời liền bao phủ cây ô này, khiến cho nó biến thành một phần giới cổ tán. Chương 1486, giết một người. Trong tích tắc khi cổ tán xuất hiện, một luồng lửa diệt thế từ bên trong ố cuồn cuộn truyền ra, bao phủ bầu trời, hướng về phía dưới nhanh chóng thiêu đốt. Dưới ngọn lửa này, thiên địa vặn vẹo một mảnh, phẳng phất tất cả mọi vật đều bị phá thành từng mảnh, mơ hồ vỡ tan, hóa tỏa ra khói đặc cuồn cuộn theo biển lửa kia gào thét. Thần sắc ba người đại biến, trong ngọn lửa bao trùm trời này không kịp đánh chết Vương Lâm, cấp tốc lui lại phía sau. Hỏa tán vừa xuất hiện liền mang cho ba người bọn họ cảm giác nguy cơ sinh tử cực kỳ mãnh liệt cho dù bọn họ chỉ là hình chiếu, việc tử vong cũng sẽ liên lụy tới bổn tôn. Cho dù hình chiếu chết đi thì bọn họ cũng bị trọng thương, phải điều dưỡng một thời gian dài, lúc này hoảng sợ vội vàng lui lại phía sau. Phong tôn. Người này không hổ là phong tôn, với tu vi như vậy mà lại có thể thi triển loại thần thông hủy thiên diệt địa này. Thần sắc lão già mặc áo xám kịch biến. Phong tôn đời trước đã cực kỳ khó giết, không ngờ phong tôn đời này cũng như vậy. Bà lão mặc hắc y hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía vương lâm tràn ngập sát khí nhanh chóng lùi lại phía sau phần giới cổ tán là thuật thần thông không thuộc về giới này với tu vi của vương lâm hiện giờ còn chưa hoàn toàn cảm ngộ được do vậy sinh cơ cũng bị tiêu hao một cách khổng lồ vô cùng biển lửa bộc phát bên trong ô toàn bộ đều là do hắn hiến tế sinh cơ lúc này vẻ mặt hắn nhanh chóng già đi nhưng hàn quang trong hai mắt lại không ít đi chút nào ngược lại càng ngày càng đậm muốn trốn các ngươi không thoát nổi đâu muốn giết vương lâm ta không trả giá thật đắt thì không được vương lâm gầm nhẹ sinh cơ toàn thân điên cuồng xuất ra hiến tế vào bên trong phần giới cổ tán khiến cho ngọn lửa bên trong đó càng đậm bùng lên tràn về bốn phía như muốn cắn nuốt hết thảy sắc mặt nam tử mặc bạch y tái nhợt trong lúc lui lại phía sau cắn răng một cái tay phải vỗ lên mi tâm ẩm một tiếng mi tâm vốn bóng loáng của hắn đột nhiên hiện lên một ký hiệu hình bông tuyết ký hiệu này vừa xuất hiện trong thiên địa thì lập tức có một luồng hàn khí tràn tới đối kháng với biển lửa này nam tử mặc bạch y gầm nhẹ chụp một cái vào mi tâm không ngờ lại hoàn toàn lôi ký hiệu hình bông tuyết ra ngoài trực tiếp ném về phía biển lửa của phần giới cổ tán lấy thọ nguyên của lão phu làm đạo lấy hồn phách băng tuyết làm bầu trời lấy hàn phong vô vi làm vật dẫn băng phong vạn cổ thân phận nam tử trung niên kia hiển nhiên là cao hơn hai người còn lại dù là ở thái cổ tinh thần cũng chỉ thấp hơn thái cổ ngủ tôn mà thôi hắn vừa ra tay liền khiến cho thiên địa biến sắc Mặt nước vốn bình lặng trong thiên địa lúc này dưới sự khuếch tán của hàn khí, trong nháy mắt liền phát ra những tiếng răng rắc. Chỉ thấy mặt nước dâng lên một luồng hàn khí, ở vị trí chính giữa trong nháy mắt đã bị đóng băng. Mặt băng nhanh chóng lan về bốn phía. Chỉ trong chớp mắt, cả mặt nước đã hoàn toàn biến thành một mặt băng lớn, vô biên vô hạn. Mặt băng khổng lồ kia tỏa ra từng đợt hàn khí màu trắng. Hàn khí này bay lên không trung, đồng thời đối kháng với biển lửa, khiến bầu trời chấn động. Chỉ thấy ở phía trên cổ tán trên bầu trời không ngờ lại xuất hiện một ký hiệu hình bông tuyết lớn tới vài vạn trượng bầu trời vang lên những tiếng ầm ầm không ngờ trong phút chốc bị đóng băng bầu trời trở thành giếng băng đất bị băng phủ những bông tuyết hiện ra tầng tầng lớp lớp trong thiên địa nam tử trung niên gầm lên một tiếng tay phải giơ lên ngón tay điểm một chỉ hàn băng trong thiên địa cùng những bông tuyết vô tận đồng loạt từ bốn phương tám hướng lao về phía cổ tán từ xa nhìn lại tất thảy những bông tuyết bay múa Hóa thành một cơn bão tuyết, ẩm ẩm đánh vào cổ tán. Cổ tán có biển lửa ngập trời, tuyết nhanh chóng bị hòa tan, giống như mưa rào chút xuống mặt đất. Cũng trong tích tắc này, hàn khí tỏa ra từ mặt nước đóng băng phía dưới liền dung hợp với hàn khí trên bầu trời, lao thẳng tới cổ tán. Trong những tiếng răng rắc, chỉ thấy biển lửa do cổ tán tỏa ra kia lập tức bị những tảng băng lớn đóng quanh, ngay cả cổ tán cũng ầm một tiếng biến thành một khúc băng. Vô số nhũ băng do bông tuyết ngưng tụ lại ở dưới cổ tán tỏa ra từng đợt hàn quang. Có rất nhiều băng trụ từ trên bầu trời kéo dài xuống tận mặt đất, nối liền khúc băng do cổ tán tạo thành, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Nam tử trung niên thở phào một hơi, cùng với hai người khác đang lui lại phía sau đồng thời dừng lại. Nhưng vào lúc này, ánh mắt vương lâm chợt lóe lên, tay phải điểm một chỉ lên cổ tán đang bị đóng băng, sinh cơ liền tràn ra đổ vào trong cổ tán. Phần giới cổ tán liền truyền ra những tiếng y ầm trầm trầm. Sắc mặt nam tử trung niên lập tức đại biến, Lộ vẻ hoảng sợ, điên cuồng lui lại phía sau. Hai người còn lại vốn đã dừng lại ở phía xa xa lúc này ra đầu tê tái, vội vã rút lui. Biển lửa bên trong băng tràn ra, ầm một tiếng liền khiến băng đóng tan nát. Sụp đổ đầu tiên chính là những trụ băng nối bầu trời và mặt đất, sau đó là tới những trụ băng trên mặt đất. Cuối cùng, những trụ băng bao quanh cổ tán ầm ầm vỡ tung. Một biển lửa ngập trời cuốn thẳng ra bốn phía. Ánh mắt Vương Lâm lộ sát khí, tay phải giơ lên điểm một chỉ về phía bà lão mặc hắc y đang bỏ chạy một chỉ này hạ xuống ngọn lửa vừa thoát khỏi tầng băng của cổ tán phân ra một luồng gào thét lao thẳng tới bà ta sắc mặt bà lão trắng bệch hai tay bắt quyết nhìn như có thần thông gì đó tràn ra nhưng thân thể trong nháy mắt đã bị biển lửa cắn nuốt tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp không gian chỉ trong tích tắc khi biển lửa đảo qua thân thể hình chiếu của bà lão này đã sụp đổ trong nháy mắt khi bà lão này bị giết chết ở bên trong thái cổ tinh thần, tại một lầu các đen tối phiêu phủ trong tinh không, bên cạnh một cái giếng bên ngoài cửa lầu đang có mấy người ngồi khoanh chân. Trong đó không ngờ lại có bà lão này. Bà ta mở bừng đôi mắt, phun ra một ngụm máu tươi, nhìn chằm chằm vào miệng giếng. Trong giếng này không ngờ lại xuất hiện hình ảnh của Vương Lâm trong vùng thiên địa kia. Một lúc lâu sau, bà lão ngưng đầu, nhìn về phía sâu trong đại điện. Giải thích cho ta xem. Không đến lúc đó, kẻ này vẫn còn chịu ràng buộc bởi ta một giọng nói già nua từ sâu trong đại điện âm trầm truyền ra bà lão kia trầm mặc không nói gì thêm ánh mắt nhìn vào vùng thiên địa bên trong giếng ngọn lửa của cổ tán ở trong giếng tràn ra sau khi giết chết bà lão mặc hắc y liền theo một chỉ của vương lâm lao đi lần này ngọn lửa của cổ tán trực tiếp phân làm hai hướng về phía lão già mặc áo xám và nam tử mặc bạch y kia hai luồng lửa này giống như hai con hỏa long vừa gào thét vừa lao tới lão già mặc áo xám sắc mặt lão già này nhanh chóng biến đổi hai tay bắt quyết vỗ vào mi tâm bên ngoài thân thể liền có ánh sáng màu vàng bừng lên hóa thành tầng tầng bùn đất tràn ngập toàn thân trong nháy mắt khi biển lửa lao tới cắn nuốt thân thể hắn đã được bao phủ bởi bùn đất tiếng ầm vang quanh quẩn cho tới khi biển lửa nọ rời đi một đám đất lớn vẫn đang lơ lửng ở nơi đó vang lên những tiếng răng rắc bên trên xuất hiện vô số những vết nứt vỡ tung lộ ra lão già ở bên trong lão già này phun ra rất nhiều máu tươi thân thể uể oải, bị trọng thương nhưng không tử vong. Hắn nhìn về phía biển lửa đang gào thét lao tới một lần nữa, khổ sở than thầm một tiếng, tay phải giơ lên bóp nát một ngọc giản, thân thể dần dần tiêu tán, trong nháy mắt khi biển lửa lao tới cắn nuốt đã hoàn toàn biến mất. Hắn dù phun máu tươi nhưng máu đó cũng chỉ là hư ảo, tuy phun máu nhưng cũng chưa bị thương nặng lắm. Bên cạnh bà lão ngồi ở lầu các trong thái cổ tinh thần, lão già mặc áo xám lúc này mở bừng hai mắt, khóe miệng có máu tươi trào ra, cười khổ lắc đầu, ta cũng như vậy. Vương Lâm ở trong vùng thiên địa trong giếng giơ tay điểm một chỉ nữa. Luồng lửa còn lại do phần giới cổ tán phân ra liền cuốn tới nam tử mặc bạch y, trong nháy mắt khi biển lửa lao tới cắn nuốt, toàn thân nam tử mặc bạch y tràn ngập tầng băng. Trong tiếng nổ ầm ầm không ngừng, tầng băng bên ngoài thân thể hắn không ngừng sụp đổ rồi lại ngưng tụ. Thân thể hắn trong nháy mắt đã đóng băng ngàn trượng, tầng tầng lớp lớp. Ngọn lửa bên ngoài băng tầng ngoài thân thể hắn lúc này liền biến thành một đạo phong ấn. Vẻ mặt Vương Lâm già yếu, Lúc này thi triển phần giới cổ tán hắn đã hiến tế rất nhiều sinh cơ, nếu không thì cũng không thể khiến cổ tán tỏa ra uy lực tới mức này. Nhưng cũng bởi vậy mà hắn phải chịu tổn thương rất lớn, nhất là lực bài xích kia đã khiến toàn thân hắn run rẩy. Lúc này cùng với việc sinh cơ càng ngày càng yếu, uy lực của cổ tán dần dần yếu đi, chậm rãi như muốn tiêu tan. Ánh mắt Vương Lâm tràn ngập sát khí. Đại kiếp sinh tử của hắn giờ đây có thể đã đi qua. Chết thì có làm sao? Lão tử vốn chán ghét tu đạo có thể trước khi chết giết thêm vài người vậy là đủ rồi mái tóc Vương Lâm tán loạn cất bước đi thẳng tới bên cạnh nam tử trung niên bị đóng băng hắn đang muốn giết người nhưng ngay lúc Vương Lâm lại gần nam tử mặc bạch y thì đồng tử trong hai mắt hắn con rụt lại ngẩng phát đầu lúc này trên bầu trời phía trên nam tử mặc bạch y bị đóng băng có một người vô thanh vô tức từ hư vô đi ra người này là một nữ tử hình dáng mơ hồ chỉ có đôi mắt lộ rõ hàn ý ngọc thủ giơ lên năm ngón tay duỗi ra đánh về phía Vương Lâm ngũ tạng tiên đạo. Thứ nhất là thận. Thận suy nhi thương. Một, một thận suy khiến thân thể tổn thương, đau đớn. Tiếng nói nữ tử êm ái, vừa thốt lên ngóng út liền cong lên chạm vào lòng bàn tay. Thân thể vương lâm chấn động. Hắn mơ hồ cảm nhận được một luồng lực kỳ dị tràn ngập thiên địa. Trong nháy mắt khi luồng lực lượng này xuất hiện, vùng thận của hắn truyền ra sự đau đớn không cách nào hình dung nổi. Phun một ngụm máu tưới, thân thể vương lâm theo tiềm thức lui lại phía sau lúc này nếu thân thể của hắn trong suốt thì có thể thấy rõ ràng hai trái thận của hắn đang nhanh chóng héo rũ thậm chí ngay cả lực khôi phục của cổ thân cũng không thể phục hồi trong nháy mắt sau khi lui lại phía sau ba bước vương lâm bi thảm hừ một tiếng hai trái thận nhanh chóng héo rũ hóa thành một đám máu tiêu tan trong cơ thể hắn trong cơn đau đớn hai mắt hắn đỏ bừng thân thể run rẩy nhưng sát khí trong mắt dưới nỗi thống khổ này đã đạt đinh điểm thứ hai là phế phế tử nhi trung hai hai, phổi chết là kết thúc. Tiếng nói của nữ tử vọng lại, ngón vô danh uốn vào lòng bàn tay, chỉ về phía vương lâm. Thứ ba là tỳ, tỳ hội nhi hủ. Bốn bốn, lá lách bị thối giữa. Sau ngón vô danh, ngón giữa của nữ tử cũng chạm vào lòng bàn tay. Chương 1487, âm nguyệt hữu tình. Thứ tư là can. Can hóa nhi toái. Một một, gan vỡ nát. Ngón trò của nữ tử uốn lại, lời nói có vẻ ôn nhu nhưng sự ôn nhu này lại mang theo sát khí tàn nhẫn, Vương Lâm liên tục phun mấy ngụm máu tươi, thân thể bị cuốn về phía sau, hai lá phổi trong lồng ngực lập tức tử vong, héo rũ rồi tiêu tán trong cơ thể. Không còn phổi, Vương Lâm không thể gào thét. Những cơn đau đớn truyền khắp toàn thân, khiến cho Vương Lâm bi thảm hừ lên. Sau khi hai lá phổi tử vong, tì tạng của Vương Lâm cũng lập tức bị thối nát. Trong nháy mắt khi nó thối nát, rất nhiều máu tươi từ trong đó trào ra, dung nhập vào toàn thân. Tì tạng hư thối ảnh hưởng rất lớn tới lực tự khôi phục thân thể của Vương Lâm khiến cho sắc mặt hắn tái nhợt toàn thân mơ hồ xuất hiện rất nhiều những chấm máu cuối cùng là can tạng khi lời nói của nữ tử kia vừa dứt thì lập tức bị dung hóa ngủ tạng đã mất đi bốn sinh cơ bị chặt đứt phần giới cổ tán vốn đang dần dần tiêu tán trên bầu trời lúc này liền lập tức biến mất hoàn toàn thứ năm là tâm vô tâm vô đạo nữ tử bình thản nhìn vương lâm đang không ngừng lùi lại phía sau ngón tay cái cuối cùng chậm rãi uốn cong chạm vào lòng bàn tay nàng nắm quyền hướng về phía vương lâm ở xa xa nhẹ nhàng đánh tới lồng ngực vương lâm đau nhót trong nháy mắt này trái tim hắn ngừng đập chậm rãi hóa đá trong nháy mắt trái tim hắn không ngờ trở thành đá tảng hòn đá này ở trong cơ thể tạo thành nỗi đau đớn không thể nào dùng lời nói để hình dung nổi dù là vương lâm thì lúc này cũng không khỏi phát ra một tiếng kêu thê lương cùng lúc này tiếng ầm ầm vang vọng khắp không gian ngọc quyền của nữ tử từ xa đánh tới khiến lồng ngực của Vương Lâm hóp vào, trực tiếp bị đánh xuống mặt nước một lần nữa. Tiên phi, ầm một tiếng, Vương Lâm tiến vào trong nước nhưng không chìm xuống, chịu nổi đau đớn khủng khiếp trong cơ thể, tay phải vỗ lên mặt nước, cả người bắn lên không. Hắn đã thử sử dụng ngọc giản truyền tống của nữ tử, trong cái khe thần bí ở Vân Hải tinh vực, nhưng ngọc giản ấy lúc này lại không có chút tác dụng. Hắn thử gọi U Minh thú nhưng cũng không thể. Nơi này tồn tại một lực lượng phong ấn mà hắn không thể đột phá, ngay cả U Minh thú cũng mất đi sự cảm ứng, người không có đường sống đâu, lúc này ngươi trốn cũng không thoát, nhưng nếu ngươi đầu hàng, quỳ gối cầu xin ta thì có lẽ ta có thể lưu cho ngươi một đường sinh cơ." Nữ tử nhẹ giọng nói, cất bước đi qua nam tử mặc bạch y đang bị vây trong băng tầng, tiến tới phía Vương Lâm. Mặt Vương Lâm không còn chút máu, lui lại phía sau vài bước. "Vương Lâm không quỳ trước thiên địa, sao có thể quỳ gối trước ngươi? Ngươi làm nhục ta như vậy, nếu hôm nay ta không chết thì ngày sau sẽ trả lại gấp trăm lần." ánh mắt vương lâm lóe sáng, trong tiếng cười to, không hô hấp, nén nỗi đau trong thân thể, tay phải giơ lên, điểm một chỉ lên bầu trời. Hô phong hoán vũ, tát đậu thành binh. Một chỉ điểm tới, toàn thân vương lâm tràn ngập kim quang. Kim quang đó lộ ra một luồng tiên lực nồng đậm, phóng thẳng lên bầu trời. Nữ tử này lúc trước sớm đã thấy được kim quang của vương lâm, lúc này khi nhìn thấy, đôi mắt đẹp co rụt lại. Trong lòng nàng vô cùng nghi ngờ nhưng không mở miệng mà nhanh chóng đi về phía trước, tay phải giơ lên, một lần nữa đánh về phía Vương Lâm. Bầu trời ầm ầm chấn động. 13 con hắc long lấp lóe kim quang gào thét lao xuống, mở ra một cơn mưa màu vàng phủ xuống bốn phương. Trong mỗi một giọt nước mưa này đều ngưng tụ một hồn phách chết trong tay Vương Lâm. Nước mưa rơi xuống liền hình thành hô phong hoán vũ giới. Cho dù lúc này hồn phách ở đây lúc trước đã tiêu tán hơn phân nửa nhưng giờ phút này cũng còn không ít, cuồn cuốn lao thẳng về phía nữ tử kia. Tiếng ầm ầm quanh quẩn, vương lâm không thèm nhìn kết quả mà không ngừng lùi lại phía sau hai mắt lộ hàng quang một lần nữa điểm lên bầu trời sơn băng địa liệt địa liệt thuật vương lâm vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ nhưng lấy tu vi hắn lúc này vẫn có thể bắt chước được một chỉ điểm ra một ngọn núi lửa khổng lồ biến ảo ra nổ lên kinh thiên động địa cũng bởi vì được dung nhập tiên lực màu vàng của vương lâm khiến cho thần thông của bạch phàm chính thức trở thành tiên thuật hết thảy cũng không đủ để đối kháng với ngũ tạng kỹ thuật của tiên phi vương lâm không có ý định dùng tiên thuật này bức lui đối phương hắn chỉ muốn mượn thời gian thi triển bạch phàm tiên thuật này để có thể thi triển một đạo thần thông cuối cùng âm nguyệt hữu tình âm nguyệt hữu tinh vương lâm chỉ mới thấy qua một lần đó là khi thanh thủy ở trong thất thải giới thi triển ra hai sư huynh đệ hắn đồng thời tu hành tam trọng lục đạo thuật của bạch phàm vương lâm tuy không thành thục như thanh thủy chỉ cần giơ tay lên là thi triển được thần thông cực mạnh âm nguyệt hữu tình này nhưng Vương Lâm lại có thể mơ hồ sau khi thi triển những thần thông khác mà thôi, động được thuật âm nguyệt hữu tình này. Hắn đã thấy một lần, với tu vi của hắn, với khả năng minh ngộ và hơn 2.000 năm tu đạo của hắn, thì không khó làm được chuyện này. Trong tiếng ầm vang, khi tiên thuật hô phong hoán vũ, tát đậu thành binh tràn ngập, thần sắc nữ tử kia vẫn bình thản tiêu sái. Đối với nàng thì những thần thông này chẳng có chút tác dụng nào. Nhưng trong tích tắc khi nàng đi ra, vương lâm ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gầm nhẹ, âm nguyệt hữu tình trong tiếng gầm nhẹ tay phải vương lâm dơ lên điểm một chỉ về phía nữ tử kia dưới một chỉ này bất ngờ trên mặt nàng ta xuất hiện một vầng trăng sáng trong nháy mắt khi vầng trăng này xuất hiện thần sắc nữ tử kia biến đổi bước chân đang tiến tới lần đầu tiên dừng lại âm nguyệt tông thức thần thông khởi đầu đúng rồi trước khi bạch phàm được lão già đó nhận làm tùy tùng thì từng là phản đồ của âm nguyệt tông âm nguyệt trên mặt nữ tử này nhanh chóng ngưng thật cũng có một khe nứt ầm ầm hiện ra giống như muốn hủy đi dung mạo của nàng khe nứt đó nhìn lại mà giật mình bên trong có rất nhiều máu tươi nữ tử kia kêu lên một tiếng đau đớn hai mắt cuồn cuộn hàn quang nếu ngươi biết được thức thứ hai là âm nguyệt vô vũ thức thứ ba là âm nguyệt hàn phong vậy thì có lẽ hôm nay ngươi có thể thoát chết nhưng thức mở đầu này chỉ cần giết chết ngươi là có thể giải trừ nữ tử này vừa nói vừa chịu sự đau đớn trên khuôn mặt bước từng bước về phía vương lâm nàng hiểu rõ thần thông của âm nguyệt tông thần thông của âm nguyệt tông cực kỳ ác độc. Nó không lập tức giết người mà duy trì sự tổn thương liên tục, càng lúc càng nặng, trì hoãn càng lâu thì lại càng khó hóa giải. Lúc này nàng cất bước lao thẳng về phía vương lâm, trong nháy mắt đã tới gần, năm ngón tay chụp tới, hướng về phía vương lâm đang ở trên bầu trời hung hăng ấn tới. Ánh mắt vương lâm lộ vẻ điên cuồng, tay phải giơ lên, sau khi thi triển âm nguyệt hữu tình liền nắm, quyền đấm thẳng về phía nữ tử kia. Một quyền này là cổ lực, cũng là thuật cực mạnh của Huyền Vũ tộc mà Vương Lâm ở vùng đất điên lạc học từ lão Chu Tước. Từng luồng lực chấn động hóa thành sóng ngợn trên nắm tay Vương Lâm, ầm ầm trào dâng. Từ xa nhìn lại, ở giữa Vương Lâm và nữ tử kia có sóng ngợn nhộn nhạo, giống như là một mặt nước vậy. Hai người ở hai bên mặt nước, trong nháy mắt liền đụng nhau. Tiếng chấn động kinh thiên vang lên. Vương Lâm liều tất cả, trong nháy mắt khi một quyền này hạ xuống liền ngưng tụ toàn bộ lực phản chấn. Uy lực bạo tăng, cách không va chạm với ngọc thủ của nữ tử kia. Toàn thân hắn đau đớn như sắp tan nát, huyết vụ phun ra khắp người Vương Lâm. Áo quần của hắn trở thành màu đỏ tươi, cánh tay phải kêu lên răng rắc, từ vị trí đốt ngón tay vỡ vụn, thân thể bị cuốn ngược về phía sau. Lực bài xích trong cơ thể trào dâng, khiến cho Vương Lâm hầu như không thể chịu nổi nữa, nhưng vẫn có thể mơ hồ ngăn chặn được một tia mong manh. Nữ tử kia cũng không chịu nổi, khóe miệng có máu tươi trào ra, thân thể bịch 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 lùi lại phía sau hơn 10 trượng thân thể chấn động, âm nguyệt hữu tình lại xuất hiện trên mặt nàng lần nữa, tạo thành càng nhiều vết nứt hơn. Âm nguyệt hữu tình kia trong khi khuếch tán không ngờ đã tới cổ nữ tử kia, từ từ lan ra. Cùng với sự khuếch tán này, sự ác độc của thần thông của Âm Nguyệt Tông được phát huy toàn bộ, liên tục tạo thành thương tổn, càng ngày càng kịch liệt thống khổ, khiến cho nữ tử này hừ lạnh một tiếng. Lúc này nàng đã hoàn toàn bị hủy dung, thoạt nhìn trông như lệ quỷ vậy. Tổn thương tổn do âm nguyệt hữu tình gây ra khiến cho nữ tử này phun máu tươi thân thể lại lùi lại phía sau hơn 10 trượng nữa, ngẩng phát đầu, thần sắc thê lương nhìn chằm chằm vào Vương Lâm, tay phải giơ lên vung về phía trước. Lập tức có một cây cổ cầm biến ảo ra. Nữ tử này nhìn thật sâu Vương Lâm, hai tay đặt trên cổ cầm vuốt nhẹ. Tranh một tiếng, tiếng đàn vang vọng khắp thiên địa, liên tục tạo ra tiếng vọng, trực tiếp biến thành một luồng sát khí kinh động cả đất trời. Chanh chanh tranh tranh tranh, tiếng đàn ngày càng cấp bách, rơi vào tận tâm thần Vương Lâm, giống như một luồng sóng gợn vô hình oanh kích, làm cho thân thể hắn lui lại hơn trăm trượng thất khiếu chảy máu tiếng đàn của ta cũng chỉ có tiên tôn mới từng được nghe người may mắn có thể nghe được chết cũng có thể mỉm cười nghe một khúc táng hoàng tuyền của ta giọng nói của nữ tử kia lạnh như băng hai tay phát đàn càng lúc càng nhanh tiếng đàn tràn ngập không gian giống như ma niệm vườn quanh đầu óc vương lâm vô số ma niệm gào thét muốn xé tan tâm thần vương lâm hắn cười thảm một tiếng khoái miệng chảy máu tươi nhưng lại cất tiếng cười ha hả một khúc hoàng tuyển táng thật hay. Trong tiếng cười điên cuồng, Vương Lâm xoay phát người, huyết quang lóe lên. Huyết kiếm lờ mờ huyết quang liền biến ảo ra trong thiên địa, trong nháy mắt khi hắn xoay người liền rít lên phóng về phía sau. Bất ngờ phía sau Vương Lâm lại có một nữ tử vô thanh vô tức bước ra. Nữ tử này mặc tự y, trong nháy mắt khi nàng xuất hiện thì huyết kiếm đã đâm thẳng tới nàng. Nàng không hề kinh ngạc khi Vương Lâm có thể phát hiện ra mình. Nếu ngay cả chuyện này cũng không làm được thì phong tôn trước mặt này, cũng không cần bọn họ phải bố trí cạm bẫy để giết hại. Tùy tiện để cho huyết kiếm xuyên qua cơ thể, thân thể nữ tử này hư ảo, giống như chỉ tồn tại. Trong mắt Vương Lâm, không phải là thật sự. Nàng cười khẽ. Cổ ngữ có câu một tiếng cười, một cái liếc mắt mà mang theo thiên kiều bá mị. Nữ tử này dù không liếc mắt nhưng một tiếng cười lại giống như, khiến thiên địa sáng bừng lên, xinh đẹp không sao tả xiết. Đã lâu rồi không được nghe tiếng đàn của tỷ tỷ, hôm nay được nghe đúng thật là có phúc, huyết kiếm không có hiệu quả cuốn trở lại vườn quanh bên người vương lâm vương lâm trong lúc xuất ra huyết kiếm thân thể lui lại phía sau tiếng đàn tranh tranh kia vẫn mang theo sát khí nồng đậm như trước nhanh chóng vang vọng khắp thiên địa không ngờ là ta lại phải giết ngươi nữ tử như không có thân thể thực sự kia nhìn vương lâm ngọc thủ dơ lên hướng về phía hắn nhẹ nhàng điểm một chỉ ta bói cả thần tiên đoán được ngươi trong vòng ba nhịp thở phải tử vong dự ngữ của ta là dùng hồn làm vật dẫn lúc này sẽ trở thành sự thật Nữ tử kia mỉm cười, hướng về phía Vương Lâm gật đầu. Chương 1488: Tiên nhân bất diệt thể. Thuật bói toán này cũng giống như thuật bói toán của Thiên vận tử, nhưng nữ tử này thi triển lại rất khác. Ngay khi lời nói của nàng truyền ra, thân thể Vương Lâm bất ngờ xuất hiện những vòng tròn màu đen to bằng nắm tay, rất quỷ dị. Những vòng tròn màu đen này vừa xuất hiện liền lập tức tản ra, khiến cho Vương Lâm trong lúc run rẩy bất ngờ có một cảm giác chết chóc. Ta đoán nhịp thở thứ nhất, ngươi sẽ thịt nát nữ tử kia mỉm cười nhìn vương lâm những vòng tròn màu đen trên toàn thân vương lâm thấm sâu vào trong cơ thể có thể nhìn thấy cả xương thậm chí xương cốt của hắn cũng đã trở thành màu đen bắt đầu vỡ tan tiếng đàn tranh càng ngày càng nhanh giống như dung hợp với tiếng nói dịu dàng của nữ tử kia truyền vào trong những vòng tròn màu đen trên thân thể vương lâm trà sát trong thân thể ta đoán nhịp thở thứ hai người sẽ tan xương từ bên trong cơ thể vương lâm truyền ra những tiếng ầm ầm chỉ thấy xương cốt toàn thân hắn trong khoảnh khắc này xuất hiện vô số những vết nứt màu đen lan tràn thậm chí ngay cả xương sọ cũng vậy nếu lúc này thân thể hắn trong suốt thì có thể nhìn thấy rõ ràng xương cốt khắp toàn thân hắn dưới những vết nứt này đang gần như tan vỡ thậm chí có một bộ phận đã trực tiếp tan nát sự thống khổ này không thua gì ngũ tạng kỳ thuật của tiên phi đầu tiên lúc trước khiến cho vương lâm trong lúc lui về phía sau sức sống toàn thân nhanh chóng tiêu tan dần dần tới gần cái chết hắn vốn đã trọng thương lực bài xích cuộn lên trong cơ thể chỉ có thể miễn cưỡng khống chế mũ tạng tiêu tan lúc này lại bị thuật bói toán đả thương toàn thân đã gần như trở thành một xác chết nhưng vương lâm vẫn chưa lấy cây cung kia ra mặc dù hắn đã gần chết nhưng vẫn còn chưa chết trưởng tôn vẫn chưa xuất hiện hắn không tin hai tiên phi này là người cuối cùng cây cung kia vương lâm hiểu rõ sức mình chỉ có thể bắn ra một tiễn nếu như một tiễn đó không thể giết chết trưởng tôn hay làm hắn bị thương nặng thì lúc ấy hắn sẽ tử vong thật sự chưa tới cửa ải cuối cùng hắn vẫn chưa thể lấy cây cung kia ra ta đoán nhịp thở thứ ba hồn phách của ngươi sẽ tan vẻ mặt của nữ tử kia dịu dàng nhìn vương lâm giống như là nhìn tình nhân trong lúc nhẹ giọng nói nàng đưa tay chỉ vào vương lâm nói ra một câu cuối cùng thanh âm êm ái kia dung hợp với tiếng đàn vang vọng trong thiên địa hai tiên phi này có thể nói là đồng thời ra tay dùng hai phương pháp khác nhau để giết vương lâm nhất là dung hợp sức mạnh với nhau vừa nhiễu loạn tâm thần vương lâm vừa lấy thuật thần thông bói toán kỳ dị kia để tấn công rất là ăn ý hiển nhiên đã có sắp đặt từ trước. Ngay lúc câu nói cuối cùng này truyền ra, một tiếng rít gào kinh thiên của Vương Lâm đáp lại. Thuật bói toán này Vương Lâm nhìn không hiểu, nhưng uy lực của thần thông này theo như lời của nữ tử kia nói, có một sức mạnh sát thương vô hình. Thân thể Vương Lâm thối giữa, xương cốt đã xuất hiện sự nứt vỡ, lúc này hồn phách đau nhức, dường như là muốn sụp đổ. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này, Vương Lâm liền giơ tay phải lên hung hăng vỗ vào mi tâm của mình. Một cái vỗ này khiến cho toàn thân hắn ầm vang thân thể của hắn lúc trước ở trong thế giới bên trong U Minh Thú, là do thân thể đạo cổ và tiên dung hợp, sau nhiều lần liên tục chuyển đổi mà thành. Nhất là tiên thể, của hắn nhờ có người điên kia mà đã một nửa trở thành tiên nhân bất diệt thể. Mặc dù vẫn chưa hoàn hảo, nhưng tiên thể do huyết mạch tiên lực ngưng tụ thành cũng ẩn chứa một sức mạnh bất diệt. Nếu không phải đang gặp nguy hiểm thì Vương Lâm Quyết cũng sẽ không chuyển đổi. Một khi chuyển đổi, lực bài xích trong cơ thể hắn sẽ hoàn toàn không bị khống chế nữa, điên cuồng bộc phát ra. Lần này chiến đấu mặc dù lực bài xích này vẫn nổi lên, nhưng Vương Lâm cũng không ngừng áp chế, nếu như chuyển đổi giữa thân thể cổ thần và tiên thể, thì sự áp chế này sẽ tiêu tan. Một khi lực bài xích này hoàn toàn bộc phát ra, Vương Lâm không có bất cứ một cơ hội nào để ngăn chặn, giống như là một con ngựa hoang không thể bị thu phục một lần nữa. Nhưng lúc này hắn không có thời gian để lo lắng, ngay khi chuẩn bị tan vỡ, tay phải Vương Lâm vỗ lên mi tâm. Ầm một tiếng, thân thể hắn lóe lên kim quang vạn trượng, kim quang này ngập trời hướng về bốn phía ngưng tụ, trong nháy mắt đã bao phủ vùng thiên địa này, thậm chí ngay cả chu tức tinh ở đằng xa cũng bị biến thành một màu vàng. Nam tử áo trắng bị đóng băng kia lúc này đã làm tiêu tan hết băng, sắc mặt tái nhợt vừa đi ra, liền lập tức bị kim quang này làm cho chói mắt, lại một lần nữa biến sắc. Dưới kim quang này, thân thể cổ thần của Vương Lâm tiêu tan, ẩn vào trong bảy tinh điểm ở trên mi tâm. Lúc này thân thể của hắn phát ra kim quang vô tận, đã trở thành tiên nhân bất diệt thể. Tiên nhân bất diệt thể vừa hiện ra, nữ tử thần sắc dịu dàng sử dụng thuật bói toán kia sắc mặt lập tức đại biến ánh mắt nàng lộ ra một vẻ không thể tin nàng tới từ thế giới của tiên tôn sự biến hóa này của vương lâm khiến cho nàng nhớ tới một truyền thuyết khi tiên nhân bất diệt thể của vương lâm xuất hiện sức mạnh của thuật bói toán kỳ dị kia từ bên trong cơ thể hắn bộc phát ra trong tiếng ầm vang thân thể vương lâm trực tiếp vỡ tan nhưng ngay vỡ tan kim quang chợt lóe lên thân thể hắn lại một lần nữa ngưng tụ lại nữ tử thần sắc dịu dàng kia phun ra một ngụ máu tươi thân thể đạp đạp lùi ra phía sau mấy bước thuật bói toán đã bị hủy khiến cho nàng bị thương nhưng chuyện này không thể so sánh với sự hoảng sợ trong lòng cùng với vẻ không thể tin được trong mắt nàng nàng vốn cảm thấy hình dáng của vương lâm hết sức quen thuộc đã có sự suy đoán nhưng giờ phút này nhìn thấy thân thể vương lâm sau khi tan vỡ kim quang lóe lên lại một lần nữa ngưng tụ lại khiến cho sắc mặt nàng hoàn toàn đại biến tiên nhân bất diệt thể Nữ tử này hét lên kinh thiên, thân thể theo bản năng nhanh chóng lui về phía sau, hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. "Ngươi, không ngờ ngươi lại có được tiên nhân bất diệt thể. Tiên nhân bất diệt thể, vạn tiên khấu bái. Ngươi không phải là người ở nơi này, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi có quan hệ gì với Tiên hoàng?" Nữ tử kia bị sự biến hóa thân thể của Vương Lâm lúc này khiến cho hoàn toàn chấn động, trong đầu ầm ầm như có vô số tiên lôi đồng thời nổ tung. "Không thể giết được, không thể giết được hắn." Nàng sợ, sự sợ hãi này khiến cho thân thể nàng run rẩy, thậm chí so với lúc đối mặt với tiên tôn năm đó còn lớn hơn vô số lần. Không chỉ có nàng, còn có nữ tử đánh đàn kia hai tay cũng run lên, tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn Vương Lâm tỏa ra kim quang vạn trượng, thần sắc kịch biến. Thân thể Vương Lâm ở trong đám kim quang lúc này có một cơn lốc quét ngang, cơn lốc này chính là lực bài xích. Lực bài xích này hiện giờ đã bộc phát ra toàn bộ, thân thể của hắn ở trước mắt hai tiên phi, này ầm ầm tan vỡ sau khi tan vỡ lại một lần nữa ngưng tụ lại. Sau mấy lần tan vỡ, nữ tử đã dừng đánh đàn kia cắn răng, âm nguyệt hữu tình càng khoách tán ra. Nếu nàng không dám giết Vương Lâm, âm nguyệt tông thuật này chẳng những sẽ hủy diệt phân thân của nàng, mà sẽ còn liên lụy đến bổn tôn. Tiên nhân bất diệt thể này của hắn vẫn chưa hoàn chỉnh, hiển nhiên là đã học trộm được ở đâu đó, giết. Nữ tử này cắn răng thân thể nhoáng lên một cái, tay phải cầm lấy chiếc đàn kia dựng thẳng lên, đưa tay nắm lấy dây đàn kéo mạnh một cái rồi buông ra. Tiếng đàn ầm ầm cuồn cuộn vang lên trong thiên địa. Dưới tiếng đàn này mơ hồ có những thanh phi đao hiện ra ở trước cây đàn này, sau khi nữ tử kia phun ra một ngụm máu tươi liền dung hợp với ngụm máu tươi này, lao thẳng về phía Vương Lâm. Hết thảy mọi chuyện đều diễn ra trong nháy mắt, thân thể Vương Lâm không ngừng tan vỡ, trong cơn đau nhức này hai mắt hắn đỏ bừng, hắn điên cuồng gầm nhẹ hai tay bấm quyết, ngay khi chín thanh phi đao kia bay tới liền vung mạnh về phía trước. Sau một cái vung tay này thân thể hắn lại tan vỡ mặc dù vậy thần thông kia vẫn được thi triển ra thiên địa tối sầm lại dường như bị màn đêm bao phủ mặt nước ở phía xa xa đột nhiên có một mặt trời mọc lên tàn dạ thuật thần thông thứ nhất mà vương lâm sáng tạo ra trong thiên địa hắc ám này vô cùng mờ mịt nhưng cũng không che đi được kim quang vô tận ở bên ngoài thân thể không ngừng tan vỡ của vương lâm dưới kim quang này thân thể hắn giống như dung hợp với mặt trời mọc lên từ mặt nước kim quang kia tản ra bộc phát ra sức mạnh phá vỡ màn đêm Sức mạnh của tàn dạ ầm ầm xuất ra. Trong lúc này, thân thể Vương Lâm lại một lần nữa ngưng tụ lại. Trong tiếng rít gào, thần sắc hắn vặn vẹo, sự thống khổ kia khiến cho hắn hoàn toàn phẫn nộ. Trong lúc vung tay ở trong mặt nước phía dưới vang lên những tiếng nổ lớn. Chỉ thấy một cánh cửa đá khổng lồ ầm ầm xuất hiện. Ngay khi cánh cửa đá này xuất hiện, một khí tức năm tháng trôi đi tràn ngập bốn phía. Vương Lâm đã thi triển ra thần thông thứ hai mà hắn tự nghĩ ra. Tàn dạ lưu nguyệt vốn là những thuật bất phàm. Lúc này trong khi tiên thể của Vương Lâm không ngừng tan vỡ rồi ngưng tụ, đã dung hợp với tiên lực của hắn, nên uy lực còn lớn hơn nữa. Thiên địa chấn động, màn hắc ám bị kim quang kia phá vỡ, còn khiến cho những thanh phi đao đỏ như máu do nữ tử đánh đàn kia phóng ra trực tiếp vỡ mất bốn thanh. Năm thanh còn lại bị thần thông lưu nguyệt tràn tới, cuối cùng đi tới trước mặt Vương Lâm chỉ còn có ba thanh. Ba thanh phi đao này gào thét đâm vào thân thể Vương Lâm, âm âm cùng với thân thể của Vương Lâm tan nát nữ tử sử dụng thuật bói toán kia nhanh chóng lui ra phía sau bị sức mạnh của tàn dạ bao phủ còn có thần thông lưu nguyệt tràn ngập nàng vốn đã tâm thần chấn động bị phát hiện vừa rồi làm cho dung chuyển tâm thần trong lúc kinh hoàng khó tránh khỏi có sơ hở lúc này bị hai thần thông tiên thuật tấn công tới lập tức phun ra máu tươi thân thể nhoáng lên một cái vội vàng lui về phía sau nàng đã không còn lòng dạ để chiến đấu nhưng đúng lúc này sau khi vương lâm thi triển ra hai đạo thần thông ngay khi thân thể hắn lại một lần nữa vỡ tan từ trong thiên địa phía sau hắn đột nhiên có một thân ảnh mơ hồ đi. Thân ảnh mơ hồ này nhìn không rõ là nam hay nữ, càng không nhìn rõ là già hay trẻ, toàn thân hắn đều là do một đám sương mù mờ ảo biến thành. Ngay khi hắn xuất hiện, đám sương mù trên thân thể hắn hóa thành những làn khói hướng ra phía ngoài bay đi. Lão phu là một trong thái cổ ngủ tôn, hư thần thiên tôn. Ngay khi thanh âm vang vọng bất định này truyền ra, thân ảnh mờ ảo này giơ tay phải lên, hung hăng hướng vào hậu tâm thân thể mới ngưng tụ lại của Vương Lâm đánh một chưởng thân thể Vương Lâm chấn động kịch liệt, phun ra một ngụm máu tươi màu vàng, thân thể trực tiếp bị bắn đi, hóa thành một đạo kim quang bay thẳng tới Chu Tức Tinh ở đằng xa. Tiếng ầm ầm vang lên, thân thể hắn đã rơi lên Chu Tức Tinh. Thân ảnh mơ hồ kia hút một cái, liền đem ngụm máu tươi màu vàng mà Vương Lâm phun ra hút vào trong miệng, hai mắt lộ ra vẻ tham lam, thân thể nhoáng lên một cái biến thành một đám mây đuổi theo. Huyết mạch của tiên nhân, bất chấp thân phận của ngươi là gì, thân thể bất diệt của ngươi lão phu phải lấy cho bằng được. Chương 1489, Thiên Tôn Đoạt Xá. Ngay khi thân thể Vương Lâm rơi lên Chu Tức Tinh, tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ Chu Tức Tinh chấn động. Thân thể Vương Lâm giống như một đạo lưu tinh rơi xuống trên một ngọn núi. Ngọn núi này lập tức sụp đổ, đá vụn tung tóe, thân thể Vương Lâm rơi xuống mặt đất. Mặt đất run lên, một cái khe lớn nhanh chóng nứt ra, khiến cho thân thể Vương Lâm lại tiếp tục rơi xuống. Trong tiếng ầm ầm, thân thể Vương Lâm vẫn không ngừng tan vỡ ngưng tụ đã xâm nhập vào sâu trong lòng đất của chu tước tinh này đã xuống tới động huyệt của phù văn tộc. Chu tước tinh này mặc dù đã bị trưởng tôn dùng thuật Tĩnh Trung La Nguyệt mở lên, nhưng nó vẫn là chu tước tinh. Ngoại trừ phía trên không có bất kỳ một sinh linh nào, còn tất cả mọi thứ khác vẫn tồn tại. Huyệt động của phù văn tộc vẫn còn nguyên như trước. Theo Vương Lâm không ngừng xâm nhập vào, hắn xuyên qua mặt đất, xuất hiện ở trong tầng 18 của phù văn tộc. Toàn bộ nơi này vẫn giống như lúc trước khi hắn rời khỏi, vách tường cao trăm trượng ở bên cạnh thạch thất đã sụp đổ trên đó có một lỗ hổng rất lớn, bên ngoài lỗ hổng không ngờ chính là chiến trường vực ngoại. Thuật tĩnh trung lao nguyệt này cực kỳ quái dị, không ngờ cũng mò lên được cả chiến trường ngoại vực này. Nhưng vực ngoại chiến trường này tuy chỉ là hình ảnh phản chiếu, nhưng trong đó cũng có vô số hài cốt và u hồn tồn tại. ầm một tiếng, thân thể vương lâm rơi xuống tầng 18 của phù văn tộc, lại một lần nữa phun ra máu tươi. Toàn thân hắn tràn ngập kim quang, sự thống khổ này khiến cho hắn gần như là muốn ngất đi, nhưng hắn gắng gượng chịu đựng từng đợt tan vỡ hư thần thiên tôn một trong thái cổ ngủ tôn một trưởng của hắn ẩn chứa một khí thức cực kỳ bá đạo đánh vào lưng vương lâm khiến cho thân thể bất diệt của hắn xuất hiện những dấu hiệu bất ổn thân thể bất diệt của hắn vốn không phải là hoàn hảo giờ phút này trong lúc không ngừng tan vỡ rồi ngưng tụ vương lâm gắng gượng đứng dậy nhưng ngay khi hắn đứng dậy một tiếng cười khàn khàn mơ hồ không rõ đột nhiên xuất hiện chỉ thấy từ bên trong lỗ hổng trên mặt đất mà vừa rồi vương lâm xuyên qua hư thần thiên tôn một trong thái cổ ngủ tôn bước ra thân thể hắn hoàn toàn là do sương mù tạo thành hai mắt lộ ra vẻ tham lam giơ tay phải lên túm lấy vương lâm vương lâm đang định phản kháng nhưng thân thể hắn lúc này lại ầm ầm tan vỡ ngay khi thân thể hắn tan vỡ hư thần thiên tôn kia hai mắt sững lại nhe răng cười thu tay phải lại thân thể nhoáng lên một cái hóa thành một đám sương mù bao phủ thân thể đã tan vỡ tràn ngập kim quang của vương lâm đúng là cơ hội trời cho xem ra hôm nay thiên đạo cũng muốn ta đoạt lấy tiên thể của ngươi hư thần thiên tôn kia trong tiếng cười dài biến thành sương mù toàn bộ dung nhập vào trong thân thể đã tan vỡ của vương lâm trong thời gian ngắn theo tiên thể của vương lâm không ngừng ngưng tụ lại hắn phát ra một tiếng gào thét thê lương mà trong những trận chiến trước đây chưa bao giờ có thân thể của vương lâm vừa mới ngưng tụ lại bên trong đám kim quang này liền xuất hiện một màu đen màu đen này tràn ngập toàn thân hắn còn xông vào trong tâm thần của hắn mơ hồ truyền ra một tiếng cười điên cuồng thân thể này từ nay về sau sẽ là của lão phu ngươi có phản kháng cũng vô dụng hãy hưởng thụ mùi vị trước khi bị đoạt xá đi mùi vị bị đoạt xá này có lẽ cả đời này ngươi cũng chỉ có cơ hội được nếm thử một lần hai mắt vương lâm đỏ bừng sự thống khổ bị đoạt xá này khiến cho hắn trong nháy mắt như mất đi hết thảy toàn thân đều bị màu đen tràn ngập hai chân hắn đã không thể điều khiển được trong khoảnh khắc này ngay cả tay phải và nửa người trên cũng không thể điều khiển được chỉ có tay trái là còn có thể cử động nhưng cũng dần trở nên tê dại còn thân thể dưới sự đoạt xá của hư thần thiên tôn ký ức của hắn dần dần đã xuất hiện dấu hiệu tan vỡ một luồng thần thức cực kỳ bá đạo đang chuẩn bị xâm nhập vào trong ký ức của hắn muốn xóa đi tất cả mọi chuyện xóa đi tất cả ký ức của hắn từ trong miệng vương lâm chuyển ra tiếng rít cào thống khổ nhưng dần dần cũng trở nên yếu ớt hai mắt hắn lộ ra vẻ dãy ruộng, nhưng sự dãy ruộng này cũng dần dần mờ nhạt, thân thể của hắn không thể điều khiển được, đứng dậy hướng lên bầu trời bay đi. Có được thân thể này, lão phu sẽ có thể tung hoành thiên địa. Chỉ cần trải qua quá trình luyện hóa cuối cùng, ngay cả thiên nghịch châu kia cũng sẽ là của lão phu. Từ trong miệng Vương Lâm phát ra một tiếng cười giả nua, thần sắc vặn vẹo, trực tiếp bay ra khỏi Chu Tức Tinh, xuất hiện trong thiên địa vô biên kia. Nhưng trong khi bay đi, cánh tay trái duy nhất mà Vương Lâm vẫn có thể mơ hồ điều khiển được đã bấm ra một đạo ấn ký, chỉ xuống chiến trường vực ngoại ở bên trong tầng thứ 18 của phủ Văn tộc, ở phía dưới. Dưới một chỉ này, lập tức vô số du hồn ở bên trong chiến trường vực ngoại toàn bộ run lên. Vương Lâm đã từng nuốt hồn, đối với những du hồn này có một sức mạnh thao túng rất lớn. Số lượng du hồn trong toàn bộ chiến trường vực ngoại bị phản chiếu này không thể tính toán được, lúc này toàn bộ gào thét lên, hình thành một cơn lốc quét ngang, khiến cho có càng nhiều du hồn ngưng tụ lại. Thậm chí còn có một vài thôn hồn chậm rãi ung nhập vào bên trong cơn lốc này, cuốn động toàn bộ chiến trường vực ngoại này. Cơn lốc này kinh thiên động địa, còn phá tung vô số những bộ hài cốt ở nơi này, khiến cho những du hồn sống ở trong đó cũng dung nhập vào. Trong tiếng ầm ầm, cơn lốc du hồn cực kỳ hùng mạnh này, từ trong lỗ hổng trên tầng 18 của phù văn tộc trực tiếp ầm ầm bay ra. Đây là lần đầu tiên chúng lao ra khỏi chiến trường vực ngoại, đây là lần đầu tiên chúng không bị một phép tắc kỳ dị nào đó ngăn cản, lao ra thế giới bên ngoài hết thảy chuyện này là vì nơi này là do tĩnh trung lao nguyệt tạo thành, nhưng trưởng tôn cũng không có cách nào tạo ra phép tắc kỳ dị trên cánh cửa đá ở, trong chiến trường vực ngoại kia. Điều đó đã khiến cho những du hồn này không còn bất cứ một sự cản trở nào, ầm ầm lao ra. Từng trận tiếng gào thét cùng với những tiếng hô hưng phấn làm tràn ra khắp chu tức tinh, khiến cho chu tức tinh chấn động kịch liệt, dường như ở bên trong có vô số ác hồn bị giải khai phong ấn, điên cuồng lao ra. Bọn chúng lao ra khiến cho chu tức tinh dường như không chịu nổi, bắt đầu tan vỡ hư thần thiên tôn đang đoạt xá thân thể vương lâm kia lúc này điều khiển thân thể vương lâm bay ra mặc dù hắn đã điều khiển được thân thể vương lâm nhưng không có cách nào áp chế được sự tan vỡ và ngưng tụ của thân thể hắn nhưng tu vi của hắn vượt xa vương lâm hắn mạnh mẽ áp chế khiến cho sự tan vỡ của thân thể này không xảy ra trong phạm vi lớn nữa mà chỉ còn trong một phạm vi nhỏ trận chém giết này đã kết thúc từ trong miệng vương lâm truyền ra thanh âm tang thương của hư thần thiên tôn Hắn nhìn về phía hai tiên phi đang đứng ngây ra ở đó, cùng với nam tử áo trắng đang từ trong khối băng đi ra kia. Nhưng hắn vẫn chưa kịp nói hết, Chu Tước Tinh ở phía sau hắn ầm ầm chấn động, trực tiếp nổ tung. Trong những tiếng nổ kịch liệt vang khắp thiên địa này, Chu Tước Tinh ầm ầm vỡ thành từng mảnh, một lực xung kích khổng lồ hướng về bốn phía khoét tán ra, một cơn lốc màu đen nổi lên ngập trời, từ bên trong Chu Tước Tinh sụp đổ kia điên cuồng bao phủ thiên địa này. Hư Thần Thiên Tôn đoạt xá thân thể Vương Lâm biến sắc, quay mạnh đầu lại, Đồng tử trong hai mắt co rụt vào, nhưng hắn hoàn toàn không kịp lui về phía sau. Cơn lốc du hồn màu đen từ trong chu tước tinh lao ra kia với một tốc độ không thể tưởng tượng được, ầm ầm lao thẳng tới hắn. Dường như thân thể hắn bị một thanh âm nào đó kêu gọi, trong vô số những u hồn xông ra khỏi chu tước tinh kia còn có một vài thôn hồn, dường như người truyền ra thanh âm này chính là vua của chúng. Trong thời gian ngắn cơn lốc màu đen này trực tiếp bao phủ lấy thân thể của hư thần thiên tôn, theo thân thể của hắn điên cuồng nhập vào. Nếu nhìn kỹ có thể thấy rõ bên trong cơn lốc màu đen kia có vô số du hồn, trong tiếng rít gào một lượng lớn tiến vào trong cơ thể của Vương Lâm. Gần như trong nháy mắt cơn lốc màu đen vốn ngợp trời này bất ngờ biến mất toàn bộ, toàn bộ đã nhập vào trong thân thể Vương Lâm. Thân thể Vương Lâm chấn động, lại một lần nữa vỡ tan, lúc này phạm vi tan vỡ đã tới mấy ngàn trượng. Vô số du hồn bên trong điên cuồng tấn công, lại thêm sức mạnh tự thân của Vương Lâm dung hợp vào, bộc phát ra một khí tức ngợp trời, trong một tiếng rít không cam lòng đem hư thần thiên tôn kia đẩy ra khỏi thân thể đang tan vỡ này chỉ thấy một đám sương mù xuất hiện trong đám du hồn vô tận đang xông tới càng ngày càng nhiều cuối cùng bay lên không trung hóa thành thân thể mơ hồ của hư thần thiên tôn hai hắn mắt lộ ra vẻ không cam lòng trong tiếng gào thét lại lao tới định đoạt xá một lần nữa cùng lúc đó tiên phi đang sắp bị âm nguyệt tràn ngập toàn thân ở phía sau hai mắt chợt lóe lên hàn quang trực tiếp lao tới ở phía sau nàng nam tự áo trắng kia cũng mang theo sát khí băng hàn lóe lên bay đến nhưng vào lúc này thân thể vương lâm với sự trợ giúp của vô số du hồn lại một lần nữa ngưng tụ lại trong thời gian ngắn không còn tan vỡ nữa hai mắt hắn mở bừng ra lộ kim quang vạn trượng nhìn chằm chằm hư thần thiên tôn đang lao tới các ngươi muốn chết kinh nghiệm mà vương lâm trải qua vừa rồi khiến cho hắn gần như tử vong lúc này hắn không còn bận tâm đến trưởng tôn có xuất hiện hay không nữa mà ngay khi thân thể ngưng tụ lại liền duỗi tay trái về phía trước bất ngờ một cây cung phát ra kim quang trực tiếp xuất hiện trong tay trái của hắn ngay sau đó vương lầm giơ tay phải lên nắm lấy dây cung kéo mạnh một cái vù một tiếng dây cung kia đã được hắn kéo ra hết cỡ thân thể của hắn trong phút chốc bị kéo căng ra thẳng tắp hai mắt lóe lên hàn quang còn lộ ra một sát khí điên cuồng ngay khi dây cung được kéo ra một mũi tên đầu có hình tròn bất ngờ xuất hiện trên cây cung này trên thân mũi tên này còn có những ký hiệu phức tạp bên trong mơ hồ còn có hồn phách của nam chiếu và thiên triệu đang gào thét thê lương từng trận tiễn khí lượn lở còn có một khí tức vạn cổ tăng thương tràn ngập cây cung này trong nháy mắt khiến cho hư thần thiên tôn đang lao tới kia toàn thân run lên sắc mặt đại biến cây cung của lý quảng ngươi không ngờ ngươi đã tìm thấy mũi tên kia rồi hư thần thiên tôn này giọng nói đã lạc cả đi lúc này không dám tiến lên nữa mà ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ điên cuồng lui về phía sau Đáng chết, ta đã hiểu vì sao trưởng tôn kia thủy chung không xuất hiện rồi. Trưởng tôn, việc này lão phu sẽ không để yên cho ngươi đâu. Hư thần thiên tôn kia gần như hồn bay phách tán, hắn hiểu rất rõ uy lực của một cung và một tiễn này, khiến cho hắn nghĩ tới mà ra đầu tê dại. Lão phu không tham gia nữa. Trong lúc lui về phía sau, hư thần thiên tôn này nắm chặt ngọc giản trong tay, nhưng không có một chút phản ứng nào. Hai tiên phi kia so với hắn còn hiểu rõ cây cung này hơn, nữ tử toàn thân tràn ngập âm nguyệt kia hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ vô cùng, thân thể vội vàng lùi lại. Còn tiên phi kia sắc mặt cũng tái nhợt, không còn vẻ cao ngạo như trước nữa, mà đứng trước tầm ngắm của mũi tên kia thân thể run lên, theo bản năng lui về phía sau, cũng bóp ngọc giản trong tay, nhưng cũng không có phản ứng gì. Cây cung này dương lên, thiên địa biến sắc. Mũi tên này hiện lên, phong vân cuồn cuộn. Chương 1490, uy lực của một tiễn. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, nhìn chằm chằm bốn người đang nhanh chóng lùi lại ở phía trước cây cung còn có nam tự áo trắng lúc trước đã cùng vọng đóng băng hỏa tán kia bốn người này lúc này thần sắc kịch biến bất chấp tất cả lùi lại phía sau bốn người này mặc dù đều là những cao thủ tu vi còn cao hơn vương lâm rất nhiều nhưng lúc này chỉ là những ảnh phản chiếu tu vi lại bị phong ấn áp chế không phát huy được tới cực hạn như ở giới ngoại chỉ có thể phát huy được thực lực không linh trung kỳ mà thôi nhưng bốn người này cũng đã khiến cho vương lâm mấy lần gặp phải nguy cơ sinh tử Lần này, nếu như Vương Lâm không học được phần giới cổ tán, hiến tế tuổi thọ ở vùng đất điên lạc, thì hắn đã sớm bị ba người kia liên thủ giết chết rồi. Nếu Vương Lâm không có được cơ duyên mà người điên kia mang lại, thì chắc chắn hắn đã chết trong tay của hai tiên phi kia không còn nghi ngờ gì. Cũng như vậy, nếu như hắn không có cây cung này trong tay, không có mũi tên này, thì lúc này kết cục cũng vẫn là chết, cho dù liều mạng hết thảy cũng không có cách nào hóa giải được. Nhìn chằm chằm bốn người kia, trong mắt Vương Lâm lộ ra sát khí cuồn cuộn mũi tên này hắn chỉ có sức bắn được một phát sau một tiễn này muốn kéo dây cung phải hiến tế sức sống hắn đã không còn sức sống để có thể hiến tế nữa một tiễn này hắn vốn chuẩn bị cho trưởng tôn vì cho đến bây giờ người mạnh nhất vẫn chưa xuất hiện nên chủ ý của hắn đó là sau khi đẩy lùi tất cả những người muốn giết mình sẽ dùng một tiễn này để chấm dứt sát kiếp lần này của phong tôn nhưng chuyện trong thiên hạ đâu phải chuyện gì cũng như vương lâm mong muốn hắn không phải là thiên đạo không thay đổi được hành động của người khác cũng không có cách nào điều khiển suy nghĩ trong đầu người khác đứng trước bốn người kia đang tới gần vương lâm hiểu rõ nếu không lấy cây cung này ra thì chưa đợi được trưởng tôn xuất hiện hắn đã chết chắc tiên nhân bất diệt thể vẫn chưa hoàn chỉnh mặc dù cũng có thể phát huy được một phần sức mạnh có thể có tác dụng rất lớn đối với thương tích của vương lâm nhưng vương lâm hiểu nếu cứ tiếp tục tan vỡ thân thể như vậy chưa cần nói là bị người khác đoạt xá mà thậm chí ngay cả linh hồn của hắn cũng có thể trong lúc thân thể không ngừng tan vỡ này mà tử vong thực sự thứ còn lại chỉ là một thân thể bất diệt thứ bất diệt là thân thể chứ không phải linh hồn giết vương lâm gầm nhẹ một tiếng kéo dây cung tròn như mặt trăng trong phút chốc buông tay phải ra ngay khi tay hắn buông ra dây cung kêu lên vù vù ngập trời át đi tất cả những tiếng động trong thiên địa trong nháy mắt dây cung bật vào phía trong một sức mạnh khổng lồ ẩm ẩm lao ra truyền vào mũi tên ở phía trước mũi tên này theo dây cung chuyển động dưới sức mạnh từ bên trong dây cung truyền vào rời khỏi dây cung thiên địa kịch biến. Một tiếng gào thét đinh tai nhức óc ngay khi mũi tên này bay ra vang lên ngập trời. Một tiễn này giống như là một đạo cầu vòng chết chóc, điên cuồng bay ra. Theo nó lao ra, còn có linh hồn, nguyên thần cùng với toàn bộ sức mạnh trong cơ thể của Vương Lâm, sức mạnh đạo cổ, sức mạnh của tiên huyết mạch, tất cả những sức mạnh mà hắn có được. Tất cả những sức mạnh này ngay khi mũi tên rời khỏi dây cung, đều từ trong cơ thể Vương Lâm hóa thành những làn khói vô hình, bị mũi tên kia hấp thụ sạch. Hắn chỉ có sức mạnh để bắn một tiễn. Thân thể Vương Lâm bị cây cung kia khiến cho chấn động, ầm ầm có dấu hiệu tan vỡ, liên tục lui về phía sau hơn 10 trượng, nhưng vẫn không thể triệt tiêu được sức mạnh của cây cung kia. Máu tươi tràn ra, thân thể hắn lảo đảo, rơi thẳng xuống mặt nước ở phía dưới. Nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía trước, mang theo một nụ cười hung ác, nhìn chằm chằm mũi tên kinh hoàng kia gào thét ngập trời bay đi. Một tiễn này bắn ra, mặt nước phẳng lặng ở phía dưới lập tức cuộn lên, xuất hiện một cái rãnh rất sâu cái rãnh này to như mũi tên ở trên không trung, theo mũi tên nhanh chóng ầm ầm rẽ về phía trước. Từ xa nhìn lại, dường như có hai bàn lớn vô hình mạnh mẽ rẽ mặt nước ra. Thậm chí ở trên không trung, lúc này cũng xuất hiện một cái khe rất lớn. Cái khe này không ngừng kéo dài ra, giống như muốn phá vỡ sát trận mạnh mẽ tột cùng mà thái cổ tinh thần vì vương lâm, mà bố trí này. Bốn người kia hoảng sợ điên cuồng lùi về phía sau. Hư thần thiên tôn kia tốc độ nhanh nhất, trong lúc vội vàng lui về phía sau đã ở xa nhất hai tiên phi kia cũng theo đó mà bay nhanh đi sắc mặt hoàn toàn tái mét trong mắt thậm chí còn lộ ra vẻ tuyệt vọng thanh niên áo trắng kia hiển nhiên là hạng người bất luận là tu vi hay địa vị đều là thấp nhất hắn chậm hơn cả ba người kia chạy phía sau cùng trở thành người gần mũi tên kia nhất mũi tên này gào thét ầm ầm lao đến dọc đường đi phá tan thiên địa hình thành nên những gợn sóng hình tròn hướng ra bốn phía điên cuồng tản ra còn có một sát khí tràn ngập từ sâu bên trong ký hiệu trên thân mũi tên lóe ra Dường như giờ phút này, trong thiên địa này không có bất cứ một người nào, vật nào có thể ngăn cản mũi tên này. Trong tiếng ầm ầm, nó đã tới gần nam tử áo trắng kia. Nam tử áo trắng này sắc mặt trắng bệch, hắn cố bóp nát ngọc giản để rời khỏi nơi này, nhưng mặc dù ngọc giản kia vỡ nhưng vẫn không có bất cứ một phản ứng gì. Lúc này khi mũi tên kinh hoàng kia lao tới, mi tâm hắn đau đớn, phun ra máu tươi. Hắn biết mình không thể trốn thoát, trong tiếng gào thét xoay mạnh người, hai tay bấm quyết thi triển thần thông nhưng ngay khi hắn xoay người lại mũi tên kia đã bay tới với một tốc độ không thể tưởng tượng được trực tiếp đâm vào mi tâm của nam tự áo trắng này tiếng ầm ầm vang lên đầu của nam tự áo trắng kia vỡ nát máu thịt vãng tung tóe thân thể của hắn tầng tầng tan rã ngay khi bị mũi tên kia xuyên qua hoàn toàn nát bấy tiếng kêu thảm thiết kia gần như vừa mới xuất hiện đã tắt ngấm khiến cho ba người đang bỏ chạy ở phía trước tâm thần run lên hồn bay phách tán tiên phi thân thể tràn ngập âm nguyệt kia lúc này vẻ mặt thoạt nhìn cực kỳ hung dữ đáng sợ nhưng hai mắt lại lộ ra vẻ tuyệt vọng mũi tên kia ầm ầm lao tới trong thời gian ngắn đã phá giải cấm chế trên thân thể nàng hướng thẳng vào mi tâm tiên phi này xoay mạnh người thần sắc vặn vẹo giơ tay phải lên vung về phía trước chỉ thấy từng đạo hào quang trực tiếp hiện ra ở phía trước nhưng hào quang này gần như vừa mới xuất hiện đã bị mũi tên kia phá vỡ mũi tên kia xuyên qua đám hào quang tới gần nguy cơ đã tới gần tiên phi này phun ra máu tươi máu tươi này bất ngờ hóa thành một huyết nhân huyết nhân này trong lúc nhúc nhích mơ hồ ngưng tụ thành hình nhưng mũi tên kia gào thét ầm ầm xuyên thấu qua thân thể nó bay tới tiên phi đã tuyệt vọng đến cực hạn kia hết thảy chuyện này chỉ phát sinh trong nháy mắt nói thì chậm nhưng thời gian lại cực nhanh tiên phi kia vẻ mặt lộ ra sự sợ hãi lấy cây đàn lúc trước ra cây đàn này là do tiên tôn năm đó đã tặng cho nàng là một pháp bảo cực mạnh nhưng ngay lúc cây đàn này xuất hiện ngăn cản ở phía trước, cây đàn này liền ầm ầm vỡ tan, biến thành vô số mảnh bị cuốn đi. Tiên phi kia kêu lên thảm thiết, thân thể lui về phía sau, nhưng nàng chưa kịp lui lại tới hai bước, mũi tên giết người kia đã xuyên qua cây đàn này, trực tiếp xuyên qua mi tâm của tiên phi này. Ẩm một tiếng, tiên phi này cũng giống như nam tử áo trắng kia, đầu bị vỡ nát, thân thể mềm mại tan rã, bị mũi tên kia phá vỡ thành từng mảnh tản ra bốn phía. Một tiễn kinh thiên này ngay cả sau khi giết chết hai người, Dư lực đã tiêu tan đi một chút nhưng vẫn còn có sức mạnh ngập trời, lúc này gào thét lao thẳng tới người thứ ba, đó là tiên phi lúc trước đã sử dụng thuật bói toán. Nữ tử này nhìn thấy nam tử áo trắng tử vong, lại nhìn thấy tỉ muội của mình tan nát, vẻ mặt biến sắc, trên mặt lộ ra một vẻ thê thảm. Thân thể này mặc dù chỉ là ảnh phản chiếu, nếu chỉ là tử vong tầm thường thì cũng thôi, nhưng chết ở dưới mũi tên này thì bổn tôn sẽ bị thương tổn cực kỳ nghiêm trọng. Mũi tên này không phải là vật thuộc về thế giới này mũi tên này, ở quê hương của nàng, là vật chí bảo của Lý gia danh chấn tiên giới. Trong lúc tuyệt vọng, nữ tử này không bỏ chạy nữa, mà xoay người nhìn mũi tên càng lúc càng lớn, đang lao tới, cuối cùng đã che khuất cả tầm mắt kia, nhắm hai mắt lại. Ngay khi nàng nhắm mắt lại, mũi tên kia ầm ầm bay tới, trong nháy mắt đã tới gần mi tâm của nàng. Nhưng ngay khi chuẩn bị xuyên qua, trên ngực nữ tử này đột nhiên có một đạo ánh sáng bảy màu hiện ra. Chỉ thấy ở trên cổ của nữ tử này có đeo một sợi dây chuyền, trên dây chuyền này có một viên đá màu đen hình tròn ánh sáng bảy màu kia chính từ trong hòn đá này truyền ra dưới ánh sáng bảy màu này ngay khi mũi tên kia tới gần sợi dây chuyền kia tự động từ trong áo của nữ tử này bay lên trên đó lóe lên hào quang ánh sáng bảy màu kia lập tức bao phủ toàn thân nữ tử này đúng lúc này mũi tên kia ầm ầm xuyên qua mi tâm của nữ tử này cho đến khi mũi tên xuyên qua nàng mở hai mắt nhưng lại không bị thương một chút nào chỉ có hòn đá màu đen đang trôi lưng lửng kia trong tiếng rắc rắc đã xuất hiện một vết nứt. Ái phi mà ta yêu nhất, viên đá này tặng cho nàng, nó có thể bảo vệ nàng. Như vậy sau này cho dù ta có chết đi, thì cũng có nó làm bạn với nàng. Lời nói dịu dàng của tiên tôn năm đó mơ hồ vang vọng bên tai nữ tử này. Mũi tên này sau khi xuyên qua nữ tử kia liền nhằm về phía hư thần thiên tôn, do sương mù hóa thành ở phía trước. Trong tiếng gào thét, mũi tên này trực tiếp đâm vào bên trong đám sương mù, tiếng ầm ầm giờ phút này lại truyền khắp thiên địa đám sương mù kia đột nhiên tan vỡ nhưng ngay khi tan vỡ lại nhanh chóng ngưng tụ lại hóa thành một lão già mặc áo đen lão già này sắc mặt tái nhợt vừa lui về phía sau thân thể của hắn lại một lần nữa tan vỡ tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong thời gian ngắn ngủi này hư thần thiên tôn kia đã tan vỡ mấy lần cho đến lần cuối cùng sau khi thân thể ngưng tụ lại mi tâm của hắn trực tiếp vỡ nát mũi tên từ trong cơ thể hắn xuyên qua hư thần thiên tôn trong thái cổ ngũ tôn trong tiếng cười thảm thân thể vỡ tan hóa thành một lượng lớn sương mù tiêu tán trưởng tôn lão phu đỡ cho người một tiễn này người phải giải thích với lão phu tiếng kêu thê thảm trước khi chết của hắn sau khi hắn tiêu tan vẫn còn vang vọng tám phương uy lực của một tiễn này nếu dùng từ ngữ để hình dung thì chỉ có bốn chữ kinh thiên động địa ngay cả sau khi đã giết ba người dư lực của một tiễn này không còn nhiều lắm nhưng vẫn gào thét lao đi lao thẳng tới tấm màn trên bầu trời muốn phá vỡ thiên không đánh tan phong ấn xé mở một lỗ hổng giải khai sát kiếp cho phong tôn vương lâm trong nháy mắt khi nó tới gần tấm màn ánh sáng màu lam lóe lên trong lam quang một người vô thanh vô tức bước ra kẻ này mặc hắc bào ngay cả mặt mũi cũng bị bao phủ trong y phục một luồng uy áp lớn lao từ trên cơ thể hắn khuếch tán ra cũng không phải là tu vi không linh trung kỳ bị giới hạn ở nơi phong ấn này hắn vươn cánh tay phải khô héo chụp lấy một tiễn kia thân thể kẻ này chấn động chậm rãi ngẩng đầu nhìn vương lâm phía dưới chậm rãi mở miệng khàn khàn nói một giống ở bên ngoài mộ địa đạo cổ một trận đánh bại tu quân thái cổ tinh thần của ta ở vân hải tinh vực vương lâm chúng ta lại gặp mặt rồi lão phu là trưởng tôn